Là các bạn nhìn này, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với bài số 4 của cái câu shop. Thì hôm trước thì anh đã chia sẻ cho các bạn về cái cách gọi là hòa trộn rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần hòa trộn đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái gương mặt nha. Là các bạn nhìn này, thì hôm trước mình có chia sẻ là cái nguyên tắc của cái việc hòa trộn giữa các layer, nó chính là cái giá trị là hòa trộn giữa màu đen, màu ghi và màu trắng. Thì mình cũng tạm thời mình sẽ vẽ lại cái biểu tượng màu đen màu trắng để cho các bạn hiểu hơn. Ví dụ như là chúng ta lập ra một cái layer mới và mình đổ một cái màu, ví dụ màu trắng nha. Sau khi có màu trắng xong thì mình sẽ copy sang cái màu số 2, thì mình sẽ đổ cái màu này sẽ là màu ghi. Mà để được đổ được cái màu ghi 50% đấy, thì tại vì như hôm trước mình đã chia sẻ rồi, cái màu ghi thế là màu mà nó đứng ở vị trí giữa để phân biệt giữa, nên chúng ta sẽ có ghi trắng và ghi đen, ghi sáng và ghi tối đấy. Thì để muốn làm được điều đấy thì tôi phải khóa được cái nền của đối tượng sản phẩm lại, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào edit và chọn vào công cụ fill là shift F5. Thì trong cái phần này nó có một cái lệnh là 50% ghi. Thì khi bạn tích vào đây một cái thì cái đối tượng này chính xác là ghi 50% đấy. Cái màu ghi này màu rất là quan trọng nhé, các bạn nhớ nhé. Sau khi làm xong thì mình copy nốt cái phần còn lại sang bên tay phải và mình đảo ngược cái vị trí màu bằng Ctrl Y ngắm, thì lúc này chúng ta sẽ có trắng, ghi và đen đây. Sau khi làm xong thì bạn ấn vào Ctrl E để mình ép hai giá trị này lại với nhau. Thì lúc này chúng ta giải thích một tí là cái màu đen này tượng trưng cho cái khu vực tóc này, nhìn này, những cái khu vực đậm này, đó là màu đậm của một tấm ảnh. Màu ghi nó sẽ tượng trưng cho phần chỗ má ở phần bên này, là phần không tiếp giáp về ánh sáng, được gọi là ghi. Còn cái phần sáng nó sẽ tượng trưng cho phần bề mặt phía trước, nó là sẽ là màu trắng, các bạn nhìn chưa. Và tất nhiên là cái màu trắng mà tìm trên một tấm ảnh nó chỉ có một chỗ thôi nha. Cái màu trắng và màu đen trên một tấm ảnh rất ít, toàn bộ tất cả của phần còn lại là màu ghi hết, và màu đen nó chỉ có một chỗ thôi. Màu đen và màu trắng chỉ có giá trị đạt đỉnh điểm nhất thì nó chỉ có một chỗ thôi, còn tất cả toàn bộ lạch khỏi cái màu đen đấy thì chắc chắn là chỉ là màu ghi thôi. Các bạn nhìn hiểu cái này chưa? Và nó sẽ chia thành ghi sáng và ghi tối. Nếu ghi sáng thì sao và ghi tối thì sao, thì câu chuyện chúng ta tiếp tục với giá trị hòa trộn. Thì hôm trước tôi đã đưa cho bạn giá trị về hòa trộn, đó là darken là giá trị nọc 100% là sáng, bởi vì nó sẽ làm cho cái ảnh của bạn tối đi và cái màu sáng trên tấm ảnh sẽ bị trượt tiêu. Các bạn hiểu cái này chưa? Màu sáng bị trượt tiêu thì khi bạn chọn darken thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn màu sáng biến mất. Màu ghi 50% đấy, trong đấy nó có màu sáng nên nó sẽ trượt tiêu 50% trong giá trị này luôn. Bạn hiểu chưa? Và màu đen tất nhiên là không trượt tiêu được bởi vì nó chỉ có đen thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy, thì chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta làm một cái biểu tượng hình như này, Ctrl Z lên một lớp, chúng ta tắt bỏ cái này đi, thì các bạn có thấy rằng chỗ này là màu đậm không? Nếu tôi dùng cái giá trị là hòa trộn 100% gì? Hòa trộn 100% là làm cho tối ảnh đi, thì cái màu sáng bị trượt tiêu thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là cái ảnh của chúng ta nó sẽ làm sao đây ạ, Manti, thì bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ đậm màu lên một độ. Đây là cái câu chuyện mà tại sao mà khi người ta làm ra một cái giá trị là cái ảnh mà chúng ta chụp vào trời sáng đôi lúc nó bị sáng quá ở cái vị trí, thì tôi cần phủ hơn một lớp phấn nâu lên. Em biết phấn nâu chưa? Người ta đánh phấn này, các cô gái và chàng trai, thậm chí là ca sĩ, em thấy ca sĩ đội lên đánh phấn chứ không phải mặt mộc lên trên đấy đâu nhá, đánh phấn rất là kỹ. Vậy thì cái việc mà để làm cho nó đẹp hơn là do người ta làm cái khối cái gì à, cái má tôi đánh đậm lên. Em có thấy là độ chúng nó tùy theo mặt là dài hay là mặt tròn hay đánh phấn theo kiểu gì không ạ? Tại sao cái sống mũi nó phải kẻ một cái lớp màu đậm xong đánh nó nhạt nhạt đi để nó cảm giác cái mũi của chúng ta cao hơn, chứ thực ra chất mũi vẫn thế, đúng không? Vậy thì cái việc mà làm khối cho một tấm ảnh nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ khiến cho cái sắc độ của mặt và chân dung của chúng ta rất là tốt. Và phần thứ hai, nó tăng độ đậm cho giá trị của chúng ta thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và khi tăng đậm như này thì nó lại xảy ra vấn đề là da nó sẽ bị da mà đậm quá, nhìn nó bị đậm quá. Nên chính vậy người ta mới ngoài giá trị về hòa trộn, về đậm màu làm cho cái vấn đề về màu sáng bị trượt tiêu, thì người ta sẽ dùng cái biểu tượng là nâng cao nên nó là giá trị về hòa trộn, đó là blending option. Chắc chắn là khi bạn nào luyện phải thấm nhuần cái giá trị này, bởi vì là khi chúng ta chọn vào đây thì ở đây nó sẽ có một giá trị như sau. Em nhìn này, thì cái bảng blend it này là cái layer đầu tiên, là cái màu đậm này tượng trưng cho cái giá trị là của cái ảnh phía trên, cái layer này tượng cho ảnh phía trên.
Và lúc này nó có giải là đời động, trung gian và sáng. Đây là giải đậm, tượng trưng cho cái lớp ảnh trên của cơ bản. Nếu bạn dùng cái màu đậm bạn tách ra ngoài như này, bạn kéo như này thì có nghĩa là cái ảnh màu đậm phía trên của tấm ảnh nó sẽ bị biến mất. Đây, tôi kéo cho bạn xem thì các bạn nhìn thấy xem. Ok, em có nhìn thấy tất cả những cái vùng màu, khu vực đậm của tấm ảnh phía trên nó sẽ bị làm sao? Giống như là chúng ta cạo đi đấy, chúng ta cắt bỏ đi ạ. Thì các bạn có nhìn thấy phần tóc nó bị đậm, nó bị mất không? Phần má nó bị mất dần không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là cái layer đầu tiên là người ta áp dụng cho đối tượng là ảnh trên hất xuống. Và tôi muốn triệt tiêu cái vùng màu đậm, bởi vì là khi làm đậm màu nó sẽ như này. Hiểu chưa? Phần thứ hai là giá trị, nếu mà tôi cầm và tôi kéo vào đây thì có phải là cái lớp ảnh trên là khu vực sáng sẽ biến mất không? Bởi vì sao? Tôi loại trừ cái sắc độ ánh sáng của lớp ảnh trên. Thì các bạn nhìn này, cái này riêng nhá. Cái này riêng so với cái này nhá. Có nhiều người lại hiểu nhầm là cái này và cái đối tượng của chúng ta là khác nhau này, em nhìn nhá. Cái này khi mà dùng chế độ họa trộn là multi thì nó chỉ có chế độ đó là làm cho cái màu sáng bị triệt tiêu, màu đậm sẽ làm đậm lên, chỉ thế thôi nhá. Còn cái vấn đề là tại vì là do nó màu đậm lên nên tôi bắt buộc tôi phải xử lý thêm một công đoạn nữa. Ok, lớp ảnh này em nhìn đậm hơn nhá, trước này đậm hơn. Tôi muốn là cái đoạn này có khối đậm nhảy nhưng mà cái da mặt cô gái phải sáng hơn nhá. Làm xong cái giá trị hòa trộn rồi nhá, ok, màu sáng sẽ bị triệt tiêu và màu đậm lên, được chưa? Cái này là xong rồi nhá. Nhưng bây giờ người ta bảo là lớp ảnh trên và lớp ảnh dưới, thì lớp ảnh dưới tôi thấy là cái da mặt rất ok sáng, nhưng cái phần đậm này không đủ khối. Tôi muốn cho nó đậm ở cái phần đậm cơ, còn phần sáng thì vẫn phải giữ nguyên, đúng không ạ? Vậy thì cái chân dung em nó mới đẹp được. Người ta ăn nhau về khối. Một sản phẩm có khối thì bao giờ cũng đẹp hơn. Tại vì giống như tôi đã chia sẻ bạn là thiết kế đồ họa bao giờ cũng phải có đậm, phải có trung gian và phải có sáng thì nó mới làm được điều đó. Nên chính vậy người ta mới bắt buộc người ta phải làm thêm thao tác là chuột phải chọn vào blending option. Trong phần blending option này thì ở đây tôi đã giải thích cái phần phía trên, đó là layer phía trên. Thì cái màu này nó tự trưng cho giá trị của cái lớp đậm. Màu này sẽ tượng trưng cho trung gian và màu này nó sẽ tượng trưng cho khu vực sáng. Ví dụ phần mũi, phần trán. Các bạn nhìn này, tôi kéo cái phần này, có nghĩa là tôi triệt tiêu cái lớp mà ảnh sáng. Cái màu sáng cho lớp ảnh trên thì có phải là nộ cái lớp ảnh dưới đâu ạ? Đúng không? Mà nộ ảnh dưới thì có phải các bạn sẽ nhìn thấy cái da trắng của cái lớp ảnh dưới không ạ? Đúng chưa? Vậy chúng ta phải nhìn điều này để chúng ta làm, bởi vì sau này chúng ta muốn rằng là da mặt cô gái muốn ám đâu, muốn ốp một ít nâu, hay là muốn ốp một ít đỏ, hay ốp một ít hồng, hay là ốp một ít xanh lá cây, thì đấy là việc của chúng ta. Bởi vì tí nữa tôi sẽ đổ màu bền nên cho các bạn xem. Nhìn này, cầm cái kéo đây, em có nhìn này không ạ? Em có nhìn này chưa? Thì có phải là cái phần sáng nó bị biến mất không ạ? Bởi vì tôi triệt tiêu cái lớp màu sáng trên lớp ảnh trên nhá, thì nó mới được điều này. Thì có phải nộ rúm dưới cái da mặt cô gái ở dưới không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy thì trong phần này tôi sẽ cầm cái màu đậm, tôi sẽ kéo lên, thì có phải là màu đậm trên lớp ảnh trên sẽ bị triệt tiêu không ạ? Và nó chỉ còn lại màu ghi không ạ? Được chưa? Ok, tiếp theo. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng trong một tấm ảnh thì bao giờ cũng cần sắc độ là đậm, trung gian, sáng. Nên hai cái cầu này, nhìn hai cầu này chưa, cầu đậm và cầu nhạt này là một trong những giá trị các bạn phải giữ lại. Và bạn chỉ cho tấm ảnh chúng ta hiển thị ở trong giá trị là bao nhiêu thôi. Nên người ta sẽ có một cơ chế là tách cái điểm đậm này ra làm hai, và cũng giống như tách điểm sáng làm hai bằng công cụ phí màn. Có nghĩa là tôi muốn sẽ nhảy thì cái sự chuyển êm của các bạn sẽ cao hơn. Ví dụ tôi muốn trắng da thì kéo nhảy. Em nhìn lên chỗ này chưa? Ok, các bạn nhìn này chưa? Đấy, tôi giữ lại phần sáng bởi vì tôi bóc lớp phía trên là khu vực sáng. Phần đậm tôi giữ nguyên bởi vì tôi muốn đậm mà, đúng không? Ok, tôi kéo đây cho bạn và tôi ấn ok tiếp. Thì các bạn nhìn này, thì bạn nhìn là xem trước và sau nó sẽ như này. Em nhìn chưa? Và em cảm thấy là cái này vẫn đậm quá thì chắc chắn là chúng ta sẽ can thiệp nó giá trị về phim trước và sau. Em nhìn chưa? Vấn đề là chúng ta sẽ làm cho tấm ảnh nó sâu hơn, do sắc độ sáng phải cường độ tăng một độ, đậm thì đậm lên một độ, thì đấy là việc ngoài của chúng ta cần phải làm cho tấm ảnh. Muốn đẹp hay xấu là chúng ta phải cân nhắc và chúng ta xem là tấm ảnh có bị làm sao không. Ok, thì cái giá trị mà hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái về trong cái cơ chế này, từ đến đây là giá trị làm đậm. Cái này sẽ thích hợp cho những đối tượng làm ảnh phơi sáng. Khi mà các bạn làm phơi sáng thì chắc chắn các bạn phải dùng là Canon G nên và dùng Multi là chắc chắn ok. Bởi vì Multi là một trong giá trị là đặc trưng cho cái giá trị khu vực, đó là làm tối ảnh.
bởi vì nó sẽ cộng với lớp ảnh dưới và làm cho đậm màu, cái giống như cái trường hợp hôm trước tôi làm cho cái vấn đề là nọc tóc rồi. Còn nếu mà bạn chọn tắt gần không thì ngay lập tức là bạn sẽ thấy mất các chi tiết của trong vùng ghi, bởi vì lúc cái tóc sẽ sơ và chẳng ngọn nhá. Thì các bạn phải hiểu rất kỹ cái phần này, tôi nói đi nói lại cái này để sau này khi mà chúng ta áp dụng hai chiêu thức này với nhau thì tấm ảnh chúng ta mới tốt được. Tuy rằng nó là giá trị về hòa trộn cơ bản, tôi đang nói về cơ bản. Hồi xưa mọi người có rất nhiều người bảo cứ chọn mati là tối thôi, nhưng mà không hiểu tại sao nó làm được điều đó. Ok, chúng ta chọn vào colorburn. Thì các bạn nhìn thấy colorburn là một giá trị làm đậm màu, nhưng cái gì liên quan đến color thì màu bao giờ nó cũng rực lên. Và đây là một trong tiêu chí mà thực sự là nó không phải là dùng nhiều. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần làm sáng ảnh. Các bạn nhìn từ đây đến đây chưa? Đây là giá trị làm sáng ảnh, thì phần lighten chính là phần làm sáng ảnh. Vậy làm sáng ảnh thì chắc chắn màu gì sẽ bị triệt tiêu ạ? Làm sáng thì màu màu gì sẽ giữ lại ạ? Thì chắc chắn là màu sáng phải giữ lại, còn gì nữa, đúng không ạ? Còn màu tối sẽ bị triệt tiêu. Vậy trong một tấm ảnh màu tối có bị triệt tiêu không? Ok, vậy thì bạn nhìn chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào đây cho bạn xem, được không ạ? Nhìn này, đối tượng của chúng ta sẽ chọn vào phần lighten. Thì bạn có nhìn màu tối bị triệt tiêu không ạ? Vậy thì trong cái phần màu tối của chúng ta là màu đậm là sẽ bị triệt tiêu, nhưng cái màu ghi 50% đấy nó có màu tối không? Ghi nó có màu đậm không? Sao lại không? Mắc đầu thì kia chết thật. Màu ghi có phải trộn từ màu đen và màu trắng không ạ? Vậy thì màu ghi có màu đậm không? Để muốn làm ra cái màu ghi đấy, người ta vậy đi, trong giá trị về sắc bộ ảnh thì có màu ghi không? Đúng chưa? Và ghi nó chỉ là ghi sáng và ghi tối thôi, nhưng tóm lại nó vẫn phải dính một ít đậm vào trong đó, thì người ta sẽ có một giá trị là bóc được cái lớp màu đậm đấy và làm cho da nó trắng lên. Hiểu giống như cái lớp ảnh của chúng ta đấy. Thì bạn nhìn này, phân tích này, các bạn có nhìn chỗ này là màu ghi không ạ? Chỗ này là màu ghi chứ không phải là màu trắng nhá. Màu trắng nó chỉ hiển thị đầu mũi thôi, một vị trí, một cái điểm đấy thôi. Còn tôi bảo nói các bạn là khi bạn lệch ra khỏi cái màu ghi đấy thì nó sẽ trở thành là màu ghi sáng và ghi tối. Có hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì trong cái phần ghi này mà tôi lại nọc thêm một giá trị, đó là vứt tất cả những cái màu đậm của cái màu ghi đấy đi, thì chắc chắn da mặt sẽ sáng lên. Và bạn muốn làm cho da mà sáng lên, trắng lên thì bạn sẽ dùng chiêu này, chính là làm sáng ảnh. Có hiểu phần này không đã? Ok, nhìn này, vậy thì cái phần lighten của các bạn nhá, nhìn này, tôi chọn vào đây là phần làm sáng ảnh. Thì có phải bạn nhìn thấy màu ghi tôi bị triệt tiêu không? Triệt tiêu một nửa không ạ? Bởi vì trong phần này nó bóc đi cái lớp đó là màu đậm, nó chỉ giữ lại cái phần là màu sáng thôi. Nhìn đúng không ạ? Nhìn này, no mờ, màu đen triệt tiêu. Màu ghi này có dính một ít đậm là màu đen, triệt tiêu lốt. Nhưng nó không thể triệt tiêu hết được, bởi vì phần này là phần còn ít trắng. Trắng cộng với đen thì thành ghi mà, đúng không? Vậy ok, tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Ok, tiếp theo trong giá trị này thì ở đây nó sẽ có một giá trị đặc trưng nhất, đó là phần này. Nó giống hệt như Manti nhưng nó chỉ là ngược lại thôi. Có nghĩa là khi mà này là một triệt tiêu 100% là màu đậm, nhưng cộng với lớp cái ảnh dưới của bạn làm cho sáng ảnh. Cộng với lớp ảnh dưới làm cho sáng ảnh. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn cái kia là cộng với lớp ảnh dưới làm cho đậm ảnh, màu sẽ đậm lên. Vậy thì nếu mà tôi áp dụng cho hai lớp ảnh, vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy lớp ảnh đầu tiên tôi sẽ chọn vào giá trị là làm về đậm ảnh, và giá trị thứ hai tôi nhân bản cho tôi làm cho sáng ảnh. Vậy thì hai cái giá trị này trộn lại với nhau thì nó tạo ra một tấm ảnh có sắc độ khá là đẹp. Và cái đây là một trong những giá trị làm người ta làm cho ảnh cưới màu khá là phổ biến, thì tí nữa tôi sẽ nói cho bạn biết cách làm, nó cũng khá là đơn giản thôi. Nên là khi mà chúng ta phải hiểu rất là kỹ về cái phần này cho tôi nhá. Nhìn này, chọn vào đây sáng ảnh, được chưa? Bạn nhìn tôi tắt bỏ này đây, trước và sau. Nhìn này, nhìn trước sau này. Hiểu cái này chưa đã? Em có thấy da mặt sáng chưa? Đây, sáng là trước, sau. Và em có thấy là nếu mà sáng như này thì em đồng ý với tôi là nó sẽ bị mất khối không? Cái khối trên gương mặt nó sẽ không đủ. Vậy thì em biết người ta tại sao người ta phải đánh phấn trên mặt chưa? Đánh phấn trên mặt để làm gì? Để tạo khối ấy. Tạo khối nó mới đẹp được đấy. Và tại sao người ta phải làm điều đấy thì đây, các bạn nhìn này. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé, nếu trong trường hợp này thì tôi muốn giữ lại cái phần nào? Da mặt sáng rồi, nhưng mà tôi muốn giữ lại phần đậm thì có phải là tôi sẽ làm mất cái phần đậm của lớp ảnh trên không ạ? Vừa rồi là làm mất đi màu sáng trên lớp ảnh trên, còn bây giờ phải làm mất đi màu đậm của lớp ảnh trên. Thì có phải là phần màu đậm là chính là phần này không ạ? Thì cái da mặt sẽ tăng lên một độ nữa. Đấy, trước và sau. Nhìn chưa? Tôi sẽ chuột phải chọn là blending option. Với cái giá trị này này, đây là giá trị được hoàn thiện. Còn nếu bạn mà không dùng hoàn thiện thì bạn sẽ đây.
Tôi sẽ bỏ cái này đi một tí cho bạn dễ nhìn hơn nhá. Nào, nhìn này, căn gì? Tôi sẽ chọn vào giá trị làm sáng này. Làm sáng nha, có sáng không? Quá sáng luôn. Và bây giờ tôi muốn là cái màu sáng này được rồi, nhưng mà tôi muốn là lọc bớt cái phần này đi để tôi lấy được cái phần đậm. Tôi muốn ra mặt sáng hơn, nhưng tôi muốn vẫn giữ lại nguyên khối của phần khu vực đậm. Thì chắc chắn tôi sẽ chuột phải chọn vào Blending Option. Trong phần này nó sẽ có giá trị là đây. Vừa rồi tôi vừa lọc đi cái màu trắng ở phần lớp ở trên, còn bây giờ tôi sẽ lọc đi phần đậm của lớp ở trên. Thì em nhìn này, lớp ở trên tôi sẽ kéo đậm nha. Thì em có thấy là khi mà tôi kéo đậm nha, thì có phải là những cái khu vực màu đậm sẽ bị biến mất không ạ? Nó sẽ bị thủng ra đấy em. Nó bị thủng ra thì nó có phải nộ lớp ở dưới không ạ? Đúng chưa? Nhưng nếu mà kéo nhảy thì có nghĩa là em đang trượt tiêu cả cái màu đậm đấy. Mà cái màu đậm trong tấm ảnh cần phải giữ lại, nên thường thường người ta không bao giờ làm cái này. Người ta chỉ tách cái màu đậm lên làm hai và nó chỉ cho lớp ảnh trên hiển thị ở khu vực nào thôi. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Ok, tôi giữ phim an và tôi cầm và tôi kéo anh ạ. Tách này. Em nhìn thấy nhảy chưa? Ok. Và lúc này các bạn sẽ xem trước và sau. Trước, sau. Thì em thấy ra mặt sáng nhưng mà chỗ này vẫn giữ nguyên này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Còn nếu không làm đấy, ok, vậy thì có nhiều người bảo thấy em vẫn thấy là cái này hơi sáng, em chỉ muốn chỉnh lại một tí thôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ dùng phim chúng ta đẩy xuống một độ nữa thì cái câu chuyện mặt của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn trước và sau. Ok, nếu mà chưa thấy đủ độ lắm thì chúng ta phải sử dụng khả năng tiếp theo là kéo xuống đây chỉ khoảng 30 thôi. Ok, sáng tầm này được rồi. Okay, phần này chưa đã, đây gọi là cơ chế làm sáng ảnh. Với cơ chế làm sáng ảnh này, chúng ta sẽ xử lý cho một số cái ảnh gọi là chụp trong tối. Nếu chụp trong tối mà chúng ta muốn cứu được, em biết không, chụp bị tối quá mà muốn cứu được cái tấm ảnh đấy thì chắc chắn phải dùng chiêu này. Ok, Ctrl O. Chúng ta sẽ mở ra một cái file. Và cái file này tôi sẽ để ở D, ở E. Tôi sẽ chọn vào phần dạy Photoshop và chúng ta sẽ chọn vào chỉnh sáng. Đây, đây là một cái lớp ảnh. Các bạn sẽ nhìn thấy cái cảnh cô gái này chụp vào buổi tối. Và chúng ta chụp chắc chắn sẽ bị dính một trường hợp là nó sẽ bị sao? Thiếu sáng. Vậy thì thiếu sáng chúng ta chỉ việc làm mỗi thao tác là Ctrl Z thì một lớp. Thì có phải có hai lớp nhảy không ạ? Và chúng ta chỉ việc chọn là sổ xuống và chúng ta chọn vào giá trị đó là gì? Làm sáng ảnh. Em nhìn thấy bắt đầu ảnh tự sáng lên chưa? Tôi có phải làm gì đâu. Chỉ cần dùng biết cách về hòa trộn thôi thì câu chuyện này em sẽ cứu được cái tấm ảnh đấy. Ok, có sáng nữa không? Ctrl Z. Thì có phải nhân 3 lớp lên nhảy không em? Ok, muốn sáng nữa, Ctrl Z nữa thì các bạn có thấy sáng không? Ok, chuyển từ đêm thành ngày rồi đấy. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này rất là quan trọng đấy ạ. Đối với dân nhiếp ảnh, đối với dân chơi về thiết kế cũng quan trọng. Bởi vì khi anh chụp ảnh mà bị tối quá, em có thấy là có rất nhiều sản phẩm là chỉ nằm trong buổi đêm mới đẹp không? Vậy tôi có thể làm được điều em? Có nhiều người bảo là em chỉnh đậm, nhưng em muốn sản phẩm em phải sáng cơ, mà trong khi đó thì chúng ta chụp ảnh đâu được như thế. Em đồng ý không ạ? Vậy thì chắc chắn phải dùng cái bảng giống như vừa tôi chia sẻ là chuột phải chọn là Blending Option đấy ạ. Có nghĩa là ông lọc cái phần đen hay lọc phần trắng đấy là ý đồ của chúng ta. Em hiểu chưa đã? Nên thường thường khi chụp ảnh người ta phải có ý đồ. Ngoài ý đồ ra thì người ta phải xử lý qua Photoshop một cách kỹ nữa thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Em hiểu phần này chưa? Và tất nhiên trong cái phần lọc sáng thì nó có một cái cơ chế rất là hay từ đây, Canner. Em nhìn thấy chữ Canner này chưa? Đây là giá trị làm phát quang về màu. Các bạn ghi đi, cái này là làm phát quang về màu. Cái gì mà cứ dính chữ Canner là nó sẽ làm phát quang về màu. Cái cơ chế này sẽ làm ra những cái vật liệu phát sáng. Ví dụ sau này khi chúng ta áp dụng cái chiêu thức này thì chúng ta có thể cầm một cái bút, đầu bút mà chúng ta vẩy một phát ra thì nó sẽ ra những cái nấp nánh xung quanh một cái chai nước hoa. Em biết những cái chai nước nánh mà nó cứ nhấp nha nhấp nháy không ạ? Thì cái đấy nó làm bằng cái này. Tất cả những cái liên quan đến phát quang, ví dụ như là trang sức, ví dụ như là laptop, ví dụ như ô tô và những cái gì bằng kim loại thì bạn phải dùng chiêu thức này cho tôi, bởi vì nó sẽ rất là đẹp. Các bạn nhớ cái này nha. Được chưa? Xong chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đầu tiên là cách tạo đèn. Các bạn ghi đi. Cách tạo đèn như sau. D
Để muốn tạo đèn thì chúng ta sẽ có một cái bài tập rất là nhỏ nhỏ như này thôi. Tôi sẽ bỏ cái hình Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là OE, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào I. Em nhìn lên một tấm ảnh nhỉ? Ok, vậy thì lúc này nếu mà tôi ấn vào Ctrl Z lên một lớp và tôi chọn vào Multi thì các bạn có đồng ý với tôi nó sẽ đậm màu không ạ? Em nhìn thấy đậm chưa? Ok, vậy thì các bạn có thấy là tự nhiên chúng ta sẽ làm nắng chiếu vào cho cái đối tượng của chúng ta sẽ tốt không ạ? Đúng chưa? Nhưng có nhiều người bảo không, em vẫn muốn là xung quanh tối nhưng mà cái quầy của em nó phải sáng cơ. Vậy chắc chắn là phải chiếu đèn rồi đấy, có đồng ý không ạ? Ok, vậy thì em có thể là làm ảnh cho quán bar, em có thể làm như cái này không? Và em phải nhớ là đây là một trong những chiêu thức mà người ta làm cho bar club. Có nghĩa là khi mà người ta làm cho ảnh ca sĩ hay là một cái chương trình nào đó thì người ta sẽ thiết kế poster và cái ánh sáng sẽ tập trung vào giữa. Và cái ánh sáng đây chúng ta có làm thật hay không là do cái này nhá, các bạn nhìn này. Vậy lúc này tôi sẽ lập ra một layer mới, bởi vì sau này khi mà chúng ta đi ra làm một công ty về thiết kế nội thất chẳng hạn, người ta thuê chúng ta làm một tấm ảnh thì chúng ta cũng phải biết làm cho nó đẹp lên và long lanh lên. Là tôi sẽ làm cho bạn xem. Lúc này tôi sẽ vẽ một cái hình ellipse. Em nhìn thấy hình ellipse của tôi chưa? Và lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là màu trắng. Thì các bạn có thấy là tôi đã làm ra cái đèn nhảy không? Và với một cái đèn này thì tôi sẽ dùng cái công cụ đó là M. Công cụ M của chúng ta nó sẽ có hình vuông và chúng ta quét từ dưới lên trên với giá trị nhẹ và tôi xóa nhẹ. Em có thể xóa nhẹ này bị cứng mà. Đúng chưa? Và hôm trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn biết là làm nào để xóa cho nó mềm rồi với cái cậu bé và cái bông hoa. Thì có phải là làm mềm vùng trọn sau khi vẽ không ạ? Bằng công cụ Shift F6. Chúng ta đặt với cái tương thích giá trị là tôi sẽ chọn là 40, ok, tôi ấn đen. Thì các bạn có thấy nó xóa dần không ạ? Em nhìn chưa? Ctrl D. Tại vì nguyên tắc của đèn là trên sáng thì ở dưới nó phải mờ dần. Các bạn đồng ý không ạ? Ok. Thì lúc này sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ chuột phải vào nó, tôi chọn vào nó đã, xem nào, được không ạ? Thì ở đây người ta sẽ dùng cái tổ phím rất hay đó là Ctrl Alt Shift nhá. Ctrl T và dùng Ctrl Shift Alt. Ctrl T là phóng to và thu nhỏ, dùng Ctrl Shift Alt thì nó sẽ có giá trị là khi bạn kéo một góc bên này thì bên này cũng kéo theo. Bạn thu một góc bên này về thì bên này cũng thu theo, nó rất là đều. Em biết đèn thì bao giờ cái vòng đèn bao giờ nó cũng phải đều nhau đúng không em? Ok, vậy thì tôi sẽ làm cho bạn xem. Tôi cầm tôi kéo ra ngoài. Đó, Ctrl Shift Alt nhá, giữ chặt Ctrl Shift Alt thì mình làm được như vậy. Có nhìn thấy không ạ? Ok, tôi sẽ kéo ở đây. Tôi nói thật cho bạn biết, một dân nội thất thì người ta không dạy gì mà người ta đi render lại, bởi vì render lại nó rất là lâu. Làm ra một cái ảnh V-Ray mà người ta chạy lâu lắm. Nếu mà chúng ta biết Photoshop thì câu chuyện nó rất dễ. Tôi có thể ốp chất liệu được cơ mà. Tôi có thể làm được sàn cơ mà. Nhưng vấn đề là trình độ Photoshop ông đến đâu thôi. Nhá, tại vì Photoshop chúng ta chia rất nhiều dòng. Photoshop dành cho nội thất, Photoshop dành cho chỉnh ảnh, Photoshop dành cho thiết kế đồ họa. Liệu chúng ta có làm được hết tất cả những cái đấy không? Vấn đề là chúng ta phải hiểu, còn không hiểu ấy không bao giờ làm được luôn. Tôi thật sự không biết. Nào, em phải xem cái bọn nước ngoài nó làm mà khiếp, nó vẽ từ đầu cuối mà nó dựng ra một cái poster về cho một cái bộ phim, mà bộ phim theo kiểu bộ phim ma thôi mà nó vẽ từ đầu đến cuối, nó làm từ rêu phong nấm mốc các kiểu tầm bằng Photoshop hết và cắt ghép hết, hàng bao nhiêu cách xử lý rồi bề lên màu các kiểu đấy. Còn nếu mà trình độ cuối cùng mà khi em học xong thì em sẽ học Malif. Những cái thứ mà chỉnh blend màu em cứ nên search mà ít thì em sẽ thấy rằng chúng ta chỉnh màu cực kỳ chuyên nghiệp. Nào, chuột phải vào đây. Sau khi làm xong tôi sẽ kéo vào đây một tí. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có một cái bài toán là cái bản chất của cái việc dùng cái lệnh là color như thế này thì có nghĩa là nó sẽ là màu trắng và đặt trên nền đen. Vậy lúc này tôi đã có màu trắng rồi, nhưng cái nền của cái hình này không phải là một nền màu đen. Thì tôi sẽ vẽ một layer tiếp theo nữa nhá. Bản chất nó là nền đen và hình trắng ở phía trên nhá. Muốn dùng được cái này phải có nền đen và hình trắng phía trên, đồng ý không ạ? Vậy lúc này tôi chỉ mới có hình trắng thôi, tôi lập ra một layer mới và tôi đổ cho nó một cái màu, đó là màu đen. Ok, tí nữa tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn xem là những cái chúng ta có sẵn. Tôi đổ cái màu đen được chưa? Nào, đổ màu.
và cái màu đen phải nằm dưới cái lớp màu trắng. Ok, nằm dưới chưa? Chưa không ạ? Can chôn ngọc cung bên tay trái. Biết là can chôn ngọc cung bên tay trái là xuống dưới không ạ? Tôi chọn layer 1 và layer 2. Sau khi tôi chọn xong, các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Tôi ép nó lại thành 1. Tôi ép lại thành 1 thì có phải chỉ có một layer không? Ok, can chôn này. Và lúc này chúng ta có được cái nguyên lý đầy đủ tính chất là dùng cho bản chất hòa trộn của nó là gì? Nền đen và hình trắng ở phía trên. Xong chưa? Em biết là làm những cái đèn neon mà chạy xung quanh người không ạ? Em biết thằng Messi mùa xưa nó quảng cáo cho Pepsi nó có những cái vệt màu không ạ? Em biết chụp ảnh mà có những trên đường phố nó có những cái dây mà chuyển động màu sáng không ạ? Nó đạt một cái này đấy ạ. Tôi nói cho bạn biết luôn. Không là sau này chúng ta ví dụ chúng ta muốn làm một quảng cáo quần vợt, chúng ta đánh một cái vợt nhảy thì cái đường sáng nó phải chạy theo cái hệ thống đấy. Em làm poster nó mới hấp dẫn chứ. Em bảo em đánh nhảy chả có thấy luồng chuyển động gì cả. Trông thế phát chán. Đúng không ạ? Ok, chúng ta có ý tưởng, chúng ta xem được ý tưởng của nó khác thì chúng ta rất làm được. Bởi vì sao? Chúng ta đâu có hiểu. Đúng không ạ? Nhưng sau ngày hôm nay nếu mà chúng ta xem được thì chúng ta làm được mới là vấn đề. Các bạn hiểu ngay chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ phân biệt giữa giá trị đó là opacity và fill là cái giá trị gì. Nó khác nhau. Nếu hai giá trị này mà không khác nhau thì tôi nói thật cho bạn biết, tôi dùng một chương trình Inut tôi có thể làm hết tất cả những thứ mà tôi đang làm. Inut nó chỉ có opacity thôi, không có fill. Nhưng Photoshop có fill là giá trị phạm trù khác nhau. Nhá. Và tại sao tôi thích fill? Bởi vì nó giá trị cực kỳ tốt cho việc thiết kế của bạn. Nào, lúc này tôi sẽ hòa trộn cho các bạn xem, trộn chuyện vào đây và chọn vào color. Nhìn color chưa? Cái này làm sáng ảnh cho bạn biết rồi. Có phải màu đen sẽ được trừ tiêu không ạ? Các bạn đồng ý tôi vừa rồi tôi đang dạy cho bạn là làm sáng ảnh thì có phải màu đen trừ tiêu không ạ? Màu đen trừ tiêu thì có phải các bạn có nhìn thấy cái chỗ này như này không ạ? Vậy sau này bạn muốn làm, em biết cái tranh thư pháp không ạ? Cái chữ thư pháp không ạ? Nó hay viết trên nền trắng không em? Viết trên nền trắng, đúng không ạ? Em muốn đọc không ạ? Em muốn lọc thì em chỉ việc đưa vào dùng mỗi cái lệnh này thì có phải đỡ phải cắt không? Chứ còn em cắt nên nòi mắt ra còn không bao giờ giống được. Bởi vì em biết cái chữ người ta viết thư pháp ạ. Nó vẽ một bút lông, những cái sợi tơ mà những cái riềm riềm của nó ấy, nó đâu có phải sắc nét quá đâu em. Chính xác chưa? Muốn đọc được giá trị đấy chúng ta phải hiểu. À cũng giống như câu chuyện là Can Chôn O. Tôi sẽ chọn vào cho bạn một cái ổ em. Tôi chọn vào cho bạn một cái D. Chúng ta sẽ có một cái tôi sẽ chọn một bánh trung thu. Đây, ok, tôi sẽ chọn có một cái ví dụ rất là thú vị. Em có nhìn cái thu hương không ạ? Được chưa? Em có thể đồng ý với tôi là khi mà thiết kế cho khách hàng đôi lúc người ta không có bản gốc về cái logo không ạ? Bản gốc logo là cái bản về Inlook và Photoshop, à Vuem về Corel. Có nghĩa là nếu cái bản đấy mà chúng ta có thì chúng ta không bao giờ phải đồ lại một cái logo cả. Có đồng ý không ạ? Và chắc chắn là chúng ta sẽ đưa cái logo một cách rất là dễ dàng sang cái file thiết kế của chúng ta. Nhưng lúc này khách hàng người ta chỉ cung cấp cho mình một cái logo và đặt trên nền trắng thôi. Em nhìn logo đặt trên nền trắng nhỉ? Đó, logo đặt trên nền trắng đấy. Vậy bạn làm nào về Ctrl A, Ctrl C và lúc này chúng ta sẽ sang cái bản này chúng ta ấn vào Ctrl V. Em nhìn thấy hình này chưa? Bây giờ ngồi mà cắt ngay à? Thì còn lâu nhá. Tôi chọn vào đây xong cái này được chưa? À thử cái này được không ạ? Ấn vào đây. À vậy thì sai, vậy thì chắc chắn là dùng Multi, cái này là chuẩn này. Em mới nhìn thấy cái này không ạ? Và tất nhiên cái chiêu thức này tôi đã được làm một Ctrl O và mở ra một cái giá trị về một cái bố cục cho một cái việc thiết kế. Em có nhìn thấy cái chữ này của tôi không? Cái giá trị này là tôi lọc chứ tôi không cắt hình nhá. Bởi vì cắt hình tôi sẽ không bao giờ cắt được. Các bạn hiểu cái này chưa? Ngồi cắt thì vất vả lắm mà thấy nó u uất lắm. Không rất khác gì gọi là nó cho tấm vào nhặt thóc đấy em. À, vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng thì chúng ta sẽ có nhiều phương pháp để làm cho nó nhàn hơn về cái thiết kế của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn này. À, vậy thì lúc này khi mà chọn vào đây thì cái giá trị màu nó sẽ bị đục màu. Các bạn có nhìn thấy cái này nó bị đục màu. Nếu tôi chọn vào chữ color thì các bạn nhìn này. Cái sắc thái của này em thấy màu tươi không ạ?
Có nhìn thấy màu tươi không ạ? Nhá. Cái camera đấy luôn luôn nó sẽ làm cho màu nó tươi lên. Vậy thì khi ánh sáng chiếu vào cái gỗ, các bạn đồng ý với tôi là cái gỗ nó phải tươi màu lên không ạ? Chứ làm gì mà có chuyện màu nó xỉn đi. Vậy xỉn đi, vậy thì cái ánh đèn của chúng ta nó không có thật. Vậy muốn thật hay không thì phải dùng cái canơ này. Mà dùng canơ này thì nguyên tắc phải là màu thì phải là nền đậm, là nền đen, mà hình trên là màu trắng thì chúng ta mới làm được cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá, tiếp tục này. Lúc này sau khi làm xong tôi sẽ chơi một trò như sau. Tôi sẽ copy tỉnh 2, đúng không? Làm đèn như này đúng không em? Rồi nhá, bây giờ làm 2 này. À, lúc này tôi sẽ đưa cho bạn đến một cái ví dụ như sau, là tôi dùng hai cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là opacity bằng số 5. Bạn sẽ nhìn thấy số 5 chưa? Thì bạn có nhìn thấy chỗ này nó bị sao ạ? Nó bị ghi và sáng không ạ? Nó bị đục màu không ạ? Nhưng cơ chế của thằng khác thì khác nhau. Thì này, tôi giảm phi này đi 50%. Ok, đâu rồi? Tôi sẽ chọn một cái này, tôi sẽ đẩy lên. À, cái này tôi sẽ chọn vào phim. Em có nhìn thấy cái cơ chế của cái phim này chưa? Em có nhìn thấy không ạ? À, phim nó có giá trị là giống như hệt như opacity, là giảm cái độ đi, nhưng cái màu tươi của đối tượng sản phẩm bên trong nó thì giữ nguyên. Em nhìn thấy màu tươi của gỗ chưa? Ok, nên thường thường người ta sẽ dùng cái giá trị phim để giữ lại màu tươi của cái ảnh khi hòa trộn. Và tất cả những phiên bản thì tôi đều dùng phim, chứ tôi không dùng opacity. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok. Nào, sau khi đã làm xong thì tiêu chí này tôi sẽ vứt đi. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi đẩy cái này lên, tôi đẩy cái này lên ảnh của tôi đây, như này đúng không ạ? Đã là liên quan đến ánh đèn của đối tượng thì cái đèn nó có bao giờ cứng nhầy không em? Thì chắc chắn chúng ta phải dùng giá trị là filter. Chúng ta chọn vào blur, chúng ta chọn vào Gaussian blur. Thì lúc này cái bóng của chúng ta sẽ nhòe ra. Em có nhìn bóng nhòe ra không ạ? Ok, giống hơn rồi. Nhìn chưa? Ờ, vậy thì xem trước lại một tí là tôi sẽ chọn normal. Em nhìn thấy hình này không ạ? Bản chất của nó là hình này, màu đậm và hình màu trắng ở trên. Tôi sẽ dùng cái giá trị này và tôi giữ phím an, tôi copy đây. Tôi có được vòng đèn thứ hai, tôi có vòng đèn thứ ba. Thế như này không ạ? À, có nhiều người bảo là em thích lắp đèn chạy xung quanh đây cơ. Em có nhìn thấy những cái đèn mà trong những cái kệ này không ạ? Người ta có thể làm đèn phát sáng được. Vậy thì từ tối biến thành sáng thì tôi vẫn làm được. Bởi vì sao? Tôi có thể thêm đèn được. Ok, xong thì xong chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ nó sẽ liên quan đến một cái thứ nữa là chúng ta sẽ chụp vào. Khi mà em chụp giữa thiên nhiên, đã giờ chụp trong rừng chưa? Em hay thấy một cái ảnh mà cái bọn chúng nó mà đi chụp ảnh viện áo cưới ấy, nó dẫn ông mấy ông ấy ra cái chỗ mà nó rất nhiều cây. Ok, sau đó nó có những cái ánh nắng chiếu xuyên qua cái tán cây ấy, mà làm thế nào để có được điều đấy? Thực ra nó không có đâu nha, nhưng mà chúng ta làm được điều đấy, được chưa? Có thì tốt, không có thì tôi vẫn làm được. Vậy để cho nó đẹp mà em ạ, cho nó sinh động cơ mà, đúng không? Thì lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl O và tôi sẽ lại lấy cho bạn một giá trị, đó là thư viện ảnh. À, chúng ta sẽ chọn một thư viện này. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Trong phần background chúng ta sẽ có phần là texture và chúng ta sẽ kéo xuống. Này. Các bạn có nhìn này không ạ? Cái này bản chất có phải là nền đen không em? Và cái hình trên nó có phải màu trắng không ạ? Thậm chí nó có trắng này, nó có ghi, bởi vì nó sẽ là chữ chuyển đổi nha em ạ. Em biết đã gần lặn xuống dưới biển chưa? Đeo nước chưa? Ok, ánh nắng chiếu từ trên xuống thì nó sẽ có những cái tia chiếu. Em sẽ nhìn từ dưới lên trên được. Em yên tâm một điều rằng em quảng cáo cho rất nhiều hãng nước uống, người ta có thể đặt chai nước ở dưới đáy biển. Nhưng người ta phải tả được rằng là tôi có chui xuống biển nhưng mà làm được điều đó, lại phải mất rất nhiều tiền trong việc mà chụp ảnh, quay, em có làm được không? Để đầu tư ra một cái quảng cáo em làm quá lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta biết Photoshop thì chúng ta sẽ hạn chế tất cả những giá trị đấy. Em biết thậm chí là cái khi người ta đi tuyển cô người mẫu chưa? À, cái cô người mẫu đấy thì người rất là béo nhưng mặt cô rất là xinh. Không sao à, tôi sẽ thuê cô đấy bởi vì cô ấy rẻ tiền hơn là cái cô mà người ấy đẹp sẵn rồi, đúng không? Ok, tôi sẽ cho cô chụp xong đưa Photoshop nó lắm tí xong người cô đẹp luôn, cái gì cũng thon lại được.
mắt bạn muốn to cho to được, ok, vòng 1 muốn to cho to ngay được, vòng 2 nhỏ lại tôi cho nhỏ lại được, vòng 3 tôi to lên được ngay. Photoshop làm được tất cả những giá trị đấy, nên là em phải nhớ một điều rằng cái gì chúng ta cũng can thiệp được. Mà em bảo nha, khi mà em làm ảnh viện áo cưới thì cái gì, ví dụ cô gái đấy tự nhiên là hơi béo, có thể nắn được cho cô mới đẹp hơn tí được không ạ? Đẹp chứ, nhưng đừng có nắn quá tay thôi, bởi vì nắn quá tay thì người ta không nhận đâu, bởi vì đây là người khác không phải nó. Em hiểu như này chưa? Ok, tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Lúc này tôi ấn vào Ctrl V thì lúc này tôi có một cái ảnh, các bạn nhìn này này chưa? Và tôi ấn vào Ctrl T để tôi xoay này, bởi vì cái ánh nắng này chiếu qua cửa sổ. Có đúng này không ạ? Nếu tôi chọn vào F7 mà tôi chọn vào chế độ hòa trộn, đó là làm sáng ảnh, thì bạn có nhìn thấy cái tia nắng này nó giống như bị khói mà. Đã bị khói chưa? Vậy tôi nói cho bạn biết là đây là một trong chiêu thức mà người đây đi theo quảng cáo chụp cà phê đấy. Ông chụp một cảnh khói như tôi là nó chỉ trên nền đậm thôi, nó khói của nó nha. Em có thấy là lớp màu đen ở dưới không ạ? Ok, em đặt một cái cốc cà phê này, sao em đặt cái miếng khói nhưng mà lại là nền đậm và khói là màu trắng không ạ? Em hòa trộn thì có phải tự nhiên là cái cốc cà phê em khói nghi ngút em ạ? Thì cái này người ta chuyên gia làm khói. Và cái này người ta làm ở đâu? Thì người ta sẽ làm ở giá trị là người ta chụp trên cái vùng dân tộc đấy em. Người ta muốn giá trị về khói, người ta nghi ngút lên để chụp chân dung hay chụp cái gì đó. Nhưng khói người ta kiếm đâu? Nên trên mạng search khói chứ thôi ạ. Và khói thì chắc chắn là sẽ có background màu đen. Em nhớ nhá, background màu đen. Còn tất nhiên sau này có cần phải làm không? Không, bởi vì bút của chúng ta có mà. Search bút khói được thôi. Vào chỉ bắt có bút khói luôn. Thì như thế em làm nó đẹp rồi chưa? Đúng không? Còn chưa nói là sau này chúng ta vẽ những người nó tan biến thành khói được không ạ? Ok, chúng ta vẽ người bằng khói được không ạ? Vậy thì bản chất của việc đấy là cái đầu bút nó khác nhau. Thì cái việc đấy tôi sẽ giải thích sau. Nhưng hôm nay tôi đang nói về giá trị hòa trộn, tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào Canner. Thì bạn sẽ nhìn này, tia nắng của chúng ta sẽ như này. Em có nhìn thấy chưa? Hai màu khác nhau nhé, cái này tươi hơn nhé. Bạn muốn sáng độ Ctrl G một tí. Có nhìn thấy không ạ? Ok, và lúc này sau khi làm xong hai cái tôi sẽ ép lại một bằng Ctrl E. Thì các bạn nhìn thấy Ctrl E là cái này chưa, nó sáng độ chưa? Tôi sẽ dùng hòa trộn đó này. Phần này có cứng không em? Dùng công cụ lasso và quét qua giá trị đó. Đúng không? Có cần làm mềm không em? Không làm mềm thì sáng này nó bị vệt này. Vậy chắc chắn là phải làm mềm bằng công cụ Shift F6. Bài hôm trước là phải chắc chắn là cái này rồi. Ok, Enter và chúng ta xóa đi. Ok, chúng ta sẽ mềm mại hơn. Và lúc này chúng ta đã có ánh nắng chiếu cả. Em cứ nhìn thế này không ạ? Đấy, cách tạo nắng như vậy đây. À, ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ra một cái cho một bộ phim được không ạ? Chúng ta kiếm một cái bộ phim được không ạ? Ok, chúng ta xóa đi. À, cách làm ánh sáng cho phim. À, chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh mà chúng ta chọn đến phim. Chúng ta kéo xuống. Đâu rồi, chạy mất rồi. Em nhìn này chưa? Ctrl H chúng ta sẽ tắt bỏ cái này. Có nhìn nào? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm ra một cái poster nhỉ, cái chân dung này, nhưng mà tôi muốn làm cái chất vàng nó phải vàng nó một độ được không ạ? Ok, lúc này tôi ấn vào Ctrl O và tôi tìm ra cái giá trị đó là ổ e. Thư viện ảnh tôi chọn vào background. Ở trong phần background thì tôi sẽ có phần texture và tôi kéo xuống dưới, ở đây nó có một vài cái phát quang. Nó khá là đẹp. Ví dụ như đây là một cái phát quang. Em có nhìn nào ạ? Và cái này thiên về màu xanh. Các bạn nhớ nhá. À, ok, tôi ấn vào Ctrl O và tôi lấy luôn cho các bạn giá trị nữa là đồng hồ D. Tôi sẽ kiếm một cái đồng hồ. Xem cái đồng hồ nó tử tế tí. Nó một kim loại nhá em nhé. Đây. Em nhìn này chưa? Rồi, vậy cái giá điều trị đầu tiên là Ctrl A chọn đây, Ctrl C và copy vào đây, và chúng ta chọn vào đây là Ctrl V. Em có nhìn hình này không ạ? Nếu hình này tôi bóp bẹt xuống được không ạ? Ctrl T và tôi bóp bẹt như này được không ạ? Bóp bẹt được không? À, được. Em nhớ nhá. Và lúc này chúng ta sử dụng một giá trị nào F7
F7 và chúng ta dùng hòa trộn đó là làm cho nó sáng ngạch, thì có phải là cái này là màu tối sẽ bị trượt đi không em? Và lúc này tôi cầm vào đây, tôi đặt vào đây này, em có nhìn thấy cái hình này của tôi nó sẽ có một cái đường phát quang ở gần vị trí giữa không ạ? Có nhìn này không ạ? À, và nó sẽ làm cho cái sản phẩm đồng hồ bạn trông nó ảo diệu hơn, nó công nghệ hơn. Và chúng ta chọn vào Canon thì sao? Đây, em nhìn thấy chỗ này cái đường rìm nó sẽ phát quang một cách rõ ràng không ạ? Ok, phát quang thêm tí nữa là Canon T. Chúng ta sẽ bóp méo xuống một tẹo nữa. Em có nhìn cái rìm ở trước và sau này. Ok, cầm lại kéo xuống dưới rìm thứ hai. Nhìn chưa? Và đối với rìm thứ hai tôi sẽ bóp méo thêm tí nữa để cho nó bé thôi. Em nhìn này chưa? Ok, vậy lúc này chúng ta mới làm được cái giá trị là làm cho cái ảnh nó phát quang, cho nó đẹp lên do cái này. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, ok, xóa bỏ cái này nhá. À, tiếp theo cũng tương tự như vậy, Ctrl A, Ctrl C và sang bên cái ảnh này và chúng ta ấn vào Ctrl V. Nhìn này, nếu chúng ta dùng hòa trộn là sổ xuống và chọn này làm sáng ảnh thì các bạn sẽ thấy là cái này nó phát quang. Em có nhìn lên đặt vào đèn nha em ạ. Em có thể nhấn vào đèn cho ô tô được không em? Quảng cáo đèn ô tô được không ạ? Chính xác chưa? Ok, kéo xuống đây, xoay dọc ra một tí bằng Ctrl T và chúng ta xoay nhảy được không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng đây là ánh sáng xanh, còn cái kia là ánh sáng trắng, thì chúng ta phải ấn vào cái đối tượng ảnh phía trên của chúng ta ở giá trị là biến ảnh này trở thành đen trắng, thì người ta dùng lệnh là Ctrl Shift U. Ctrl Shift U là biến một cảnh thường trở thành đen trắng. Được chưa? Nào các bạn nhìn này, vậy thì để muốn này tôi ấn vào Ctrl Shift U, các bạn nhìn cái đánh đen trắng nhỉ? Vậy lúc này tôi sổ xuống rồi tôi chọn vào Color. Em có nhìn thấy chỗ này của tôi vàng hơn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Em có thấy nếu mà tôi làm đồng hồ hay cái gì đó mà tôi làm như này thì chắc chắn cái hình của tôi sẽ rất là đẹp. Có hiểu không ạ? Và sau này tất nhiên các bạn sẽ phải làm ra một cái chất liệu nữa là em phải làm được chữ vàng. Em có thấy trong một số poster nó làm chữ vàng như bằng khối không ạ? Làm được cái đấy không? Và em phải nhớ một điều rằng trong các ba ấy, người ta sẽ làm các sự kiện này này là theo tháng. Bởi vì nó sẽ có chương trình gì một tháng, à, tuần này có cái chương trình gì, và chắc chắn phải thiết kế một cái poster trên mạng để chạy chương trình quảng cáo. Phần thứ hai, nó làm một cái standy và làm cái ảnh bên ngoài. Mà em nhớ một điều rằng nếu mà chúng ta nhận được cái đấy và chúng ta làm cứng tay ấy, nói thật cho em biết, em nhận từ đầu tháng đến cuối tháng, chứ không bao giờ nó thuê em làm một cái, trừ trường hợp em làm lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên em sẽ làm tôi một cái để tôi xem khả năng của em có tốt không. Nhưng nếu em làm được và tốc độ nhanh thì em yên tâm một điều rằng em sẽ phải làm cho nó cả một tháng. Và một tháng thì em biết là nó sẽ có bao nhiêu sự kiện xảy ra thì em sẽ nhân với bấy nhiêu tiền một cái. Nếu em làm cực kỳ là khoai mà không thằng nào làm được thì chắc chắn là em sẽ lấy giá cao thôi. Và cứ giá cao lên nhân lên thôi. Đấy, người ta nhận là nhận theo tháng, không bao giờ người ta nhận một cái. Em hiểu cái này chưa? Và đến bây giờ khi mà các bạn về, các bạn sẽ phải search cho tôi rất nhiều poster liên quan đến cái giá trị về làm cho ca sĩ. Em sẽ thấy cái giá trị blend màu cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta làm khó tính lắm ấy. Nên là làm cái cho bọn đấy không dễ đâu, bởi vì nó là dòng hạng theo kiểu sang trọng. Và những cái thằng đấy là thằng có tiền, nên nó phải xem làm kiểu khác, không làm chơi chơi được. Hiểu phần này chưa đã? Ok. Rồi, sau khi mà đã hiểu được cái tính năng hòa trộn làm ánh đèn các kiểu rồi thì chúng ta sẽ có một giá trị là từ đây cho đến đây. Thế à? Cáp nối. Rồi, các bạn nhìn từ đây cho đến đây chưa? Đây là giá trị được gọi là làm tươi ảnh, hay được gọi là làm tươi ảnh, hay gọi là lọc ghi. Giá trị lọc ghi đây ạ, được chưa? Vậy thì giá trị lọc ghi nó là như nào thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình này, bỏ cái này đi và chúng ta sẽ bật cái ảnh này lên một tí. Đấy, chúng ta phải giải thích rất là kỹ thì chúng ta mới hiểu sau này cái này liên quan đến việc mà sau này chúng ta vừa blend màu xong lại phải hiểu về hòa trộn xong lại dùng kênh màu nữa thì chúng ta mới chỉnh màu ngon được.
Nào, các bạn nhìn này, tôi sẽ dùng giá trị đầu tiên. Nọc bi nghĩa sao? Tôi chọn vào đây. Nhìn này, sổ xuống tôi chọn một giá trị đó là đây nọc bi đấy. Có phải dùng overlay không ạ? Overlay là cái khuôn thứ ba mà chúng ta cần phải học. Và giá trị đặc trưng của nó sẽ có hai giá trị, đó là overlay và shortline. Overlay là giá trị làm cường độ mạnh, còn shortline là giá trị cường độ nhẹ. Có nghĩa là cái giá trị mà các bạn đọc ghi ấy, nó sẽ chia hai cường độ cho các bạn. Thì các bạn nhìn này, tôi chọn overlay. Các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ không có hiện tượng không ạ? Nhìn này, bật trước sau này. Em có thể ra mặt có khác gì nhau không? Ra mặt có khác nhau ạ? Bởi vì cái màu ghi đấy là ghi 50% nên khi bạn lọc đấy nó không có giá trị. Nhưng nó là ngưỡng ở giữa, nó là ngưỡng ở giữa để chúng ta có thể làm blend màu. Em hiểu với anh chưa? Bởi vì trong ghi của chúng ta chia hai loại. Loại thứ nhất là ghi sáng và ghi tối, được không ạ? Bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn ví dụ tiếp theo. Đây là ghi đúng không? Tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi vẽ vào đây. Và lúc này tôi chọn là y ngắn, tôi chỉ vào đây. Và tôi chỉnh cái này lên một giá trị là tầm sáng này. Thì các bạn đồng ý với tôi là tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu như này. Thì các bạn có thấy là ghi này gọi là ghi gì? Ghi sáng đúng không ạ? Vậy nếu mà chúng ta chọn ghi sáng, có nghĩa là nó vượt qua giá trị 50% ghi đấy mà nó sáng hơn, thì nó sẽ dùng hòa trộn giá trị overlay này thì cộng với lớp ảnh dưới làm cho sáng màu. Nếu ghi sáng thì cộng với lớp ảnh dưới sẽ làm cho sáng màu lên. Hiểu cái phần ghi sáng chưa? Nếu thiên về màu ghi mà ghi sáng thì cộng với lớp ảnh dưới sẽ làm cho sáng màu overlay. Em có nhìn thấy da này sáng đâu đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi lại bỏ cái ảnh này đi. Tôi sẽ vẽ một cái hình mới. Lúc này tôi sẽ làm ghi tối. Y ngắn tôi chỉ vào đây. Tôi sẽ chọn một cái màu đậm hơn. Đây có phải ghi tối không em? Đổ màu. Cái này có tối cái này không em? Ok. Sổ xuống chúng ta overlay. Em nhìn thấy cái này đậm màu chưa? Ok, vậy thì các bạn phải nhớ một điều rằng trong một tấm ảnh của chúng ta, tôi sẽ tắt bỏ hai cái này đi để phân tích một tí tấm ảnh. Các bạn có đồng ý với tôi từ cái vị trí này gọi là ghi sáng không ạ? Cái mặt có vẻ ghi sáng ạ, nhưng chỗ này là ghi tối này. Chỗ này ghi tối này. Chỗ này ghi tối này. Hiểu ghi tối chưa? Ok, vậy thì nếu tôi nhân bản cái tấm ảnh này làm hai và tôi dùng hòa trộn thì có phải chỗ da mặt phía trên sẽ sáng hơn một độ không ạ? Và chỗ này nó sẽ đậm hơn một độ không ạ? Ok, vậy thì gọi là tăng sáng và tăng tối, nó tăng độ contrast cho tấm ảnh. Có hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng cái hòa trộn nó có giá trị. Nào, tôi sẽ sổ xuống, tôi nhân bản cái này nhé, Ctrl Z. Tôi ấn vào Ctrl Shift U cho bạn dễ nhìn. Các bạn đồng ý tôi chỗ này ghi tối không ạ? Hiểu cái này chưa? Chỗ này có phải ghi sáng không em? Vậy thì nếu tôi dùng hòa trộn thì sao? Đây, cho bạn xem. Có phải chỗ này sáng lên không ạ? Và chỗ này tối đi không ạ? Hiểu bản chất của cái việc này chưa? Nó sẽ tăng độ tương phản cho tấm ảnh của chúng ta. Hay người ta còn nói là giá trị gọi là gì? Làm tươi màu đấy ạ. Nhiều người nói một câu là cái chế độ này gọi là chế độ làm tươi màu. Ok, overlay là giá trị làm cường độ mạnh, còn sổ xuống thì chúng ta sẽ làm cường độ nhẹ là shortline. Thấy nhẹ chưa? Ok, trước và sau. Hiểu cái này chưa đã? Ok, còn có vấn đề gì cái này nhá không nhỉ? Rồi tiếp tục nhá. Nhìn này, tôi sẽ bỏ cái này đi, bắt đầu tôi làm này. Các bạn nhìn này, căn chuẩn gì? Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn overlay. Màu thấy tươi không ạ? Giảm phim đi một độ. Nhìn này, trước sau này, ảnh của bạn sẽ đẹp hơn độ. Em thấy màu tươi hơn không ạ? Có nhìn thấy màu tươi không ạ? Nhìn chưa? Ok, trước này. À đây là sau này, trước này. Sau này. Ok, thì thường thường tôi sẽ dùng giá trị đó là overlay và giá trị fill tôi giảm độ đi là màu sẽ tương đối ổn cho overlay đấy. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo. À vậy thì để muốn làm ra một cái ảnh mà nó thu một tí thì chúng ta sẽ làm một cách nào? Thì vừa rồi tôi có giới thiệu cho các bạn giá trị thật làm rồi. Tôi cần chọn O, tôi sẽ lấy một cái ví dụ như là thư viện ảnh, tôi chọn vào ảnh cưới. À, trong phần ảnh cưới thì tôi đã có một cái ảnh như này, tôi sẽ ấn vào Ctrl Z. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nhá, nhìn này, chúng ta phóng to một tí phân tích tẹo. Các bạn có nhìn cái tóc nào không ạ? Nếu tôi chọn giá trị hòa trộn là overlay thì các bạn có thấy là cái tóc này là màu ghi đậm không ạ? Thì nó sẽ làm cho đậm màu, thì nó sẽ dẫn đến một trường hợp như sau, đây là overlay. Em có thấy mất khối không ạ? Người ta gọi là mất chi tiết trong vùng tối.
có nhìn thấy mất chi tiết không đối chưa? Cái tóc bị mất chi tiết sợ chưa? Ok, tôi vẫn muốn tươi nhưng mà tóc của tôi không được mất. Thì các bạn có đồng ý với tôi vừa rồi tôi có chia sẻ là chuột phải chọn là blending option đúng không ạ? Ok, vậy thì có phải đây là lớp ảnh trên không ạ? Lớp ảnh trên em phải bóc lớp ảnh trên thì có phải nộ ảnh dưới hay là gì? Còn tóc không em? Rồi ok, vậy lúc này tôi sẽ giữ phim an, tôi tách cái lớp màu đen này ra. Tôi tách nhỉ, em sẽ nhìn thấy cái phần tóc của tôi. Có nhìn thấy phần tóc của tôi không? Nhìn chưa? Ok, như cái da mặt em bảo là ui cái da mặt em cần phải chỉnh lại tí bởi vì là cái da mặt nó hơi sáng quá. Ok, thì tôi lại tiếp tục tôi tách một giá trị nữa. Đây là cái màu trắng tôi giữ phim an tôi tách ra. Để chưa? Ok, nhìn trước và sau này. Trước nhá, sau này. Em muốn tách nữa thì em nhìn thấy tóc vẫn còn. Hiểu cái này chưa? Vậy thì trong quá trình khi sử dụng overlay thì các bạn phải dùng một giá trị đó là bảng blend if để chúng ta có thể chỉnh được giá trị sắc độ cần nhìn được cái gì và không cần nhìn được cái gì. À, tất nhiên tôi dùng sunlight thì nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi hiểu phần này chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ học về cách kết hợp giữa hai giá trị về hòa trộn. Xem là cái overlay sunlight có bằng là giá trị chúng ta dùng một giá trị là multi và làm cho nó làm sáng ảnh không? Đây, các bạn nhìn này. Tôi sẽ kiếm một cảnh cưới, căn cho nó. Kéo xuống. À, chọn tạm một cái cô nào đó. Ok, chọn cái này đi. Đây. À, tôi có một tấm ảnh này. Ví dụ chúng ta ấn vào Ctrl Z thêm một độ và chúng ta chọn vào overlay. Em nhìn chưa? À, tất nhiên nó khá là bắt mắt nhưng mà nó bị một trường hợp nó cảm giác mình bị phơi sáng rất là nhiều. Chúng ta sẽ sổ này xuống và chúng ta giảm độ này đi thì có phải ảnh sẽ tự đẹp không? Nhìn chưa? Đấy, tiêu chí chỉ cần dùng mỗi vài cái tiêu chí này là chúng ta hòa trộn tấm ảnh đã tốt hơn so với phiên bản đầu tiên rồi. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên những cái này các bạn sẽ được xếp lại qua một cái action. Và sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng cho 1.000 cái ảnh với một cái action như này là xong. Action sẽ chia là hai loại. Loại thứ nhất là dùng bằng tay. Dùng tay có nghĩa là em làm một cái action là em chọn cái ảnh thứ hai em phải ấn nút thì nó mới chạy theo. Được chưa? Còn loại action thứ hai là em làm một cái lệnh đó và em áp dụng cho 1.000 cái ảnh ra thì 1.000 cái ảnh sẽ áp dụng được. Thì tôi có giá trị đấy cho các bạn được bởi vì cái đấy là phiên bản của bên nước ngoài, người ta sẽ dạy theo cách đấy. Chỉnh 1.000 cái ảnh thì chúng ta em mất công em chỉnh này. Bởi vì tại sao chụp ảnh cưới thì có phải cùng một không gian không? Cùng một thời gian không? Cùng một thời điểm đúng không ạ? Vậy tất nhiên tôi phải áp dụng cho cái việc chỉnh màu từ màu phát ăn ngay được chứ ạ? Đúng không? Chứ em bảo là chụp vào ban ngày vào trong nhà mà ngoài trời mà em áp dụng này em chết. Bởi vì hai cái cơ chế nó khác nhau. Cô hiểu cái này không ạ? Nhưng khi đã đây làm ảnh viện áp cưới hoặc khi các bạn đi chụp ảnh dịch vụ thì chắc chắn các bạn phải biết chiêu này. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Nào xong chưa? Tôi sẽ chọn vào đây, normal. Nào, tiếp theo tôi tắt bỏ cái này đi và tôi nhân bản cái thứ hai là Ctrl Z và tôi chân lên trên cùng. Nhìn không? Đây là phiên bản tôi sẽ làm thứ hai, đó tôi chọn vào multi. Đầu tiên tôi làm sáng ảnh. Sáng ảnh, nhìn sáng ảnh chưa? Sáng quá. Ctrl Z lần thứ hai chọn vào multi. Em nhìn thấy chưa? Thì tôi nói thật cho bạn biết riêng dùng hai cơ chế này thì ảnh bao giờ cũng đẹp hơn so với overlay. Màu sẽ sâu hơn rất nhiều khi trộn hai cái này lại với nhau. Một cái làm sáng, một cái làm tối thì hai cái này sẽ dung hòa được với nhau và tấm ảnh của bạn sẽ cực kỳ tốt về mặt sắc độ. Nhìn này, trước sau này. Đây tôi cho bạn xem. Bật cái này lên, bật cái này lên. Ok, tôi tắt bỏ cái này nhá. Nhìn này chưa? Đây nhìn nhá. Nhìn này chưa? Ok, tôi tắt bỏ cái này đi, tôi bật cái này lên. Em thấy chưa? Nó có đủ độ mặn. Vậy thì chỉnh ảnh ấy phải biết cái này. Có nhiều người không chia sẻ cái này đâu, tôi nói cho bạn biết luôn. Và giáo trình này là giáo trình tôi dạy cho dân nhiếp ảnh. Tôi mới dạy cái này. À, bạn cứ xem ở trên mạng của tôi không nói này. Tôi chỉ nói về những cái tính năng ok hòa trộn thôi, bình thường thôi. Còn tính năng sâu thì chúng ta sẽ chưa nói. Ok, tiếp theo để muốn tạo ra một chất liệu hơi thu. Em biết là mùa thu không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi đến tiếp theo một giá trị nữa là đây là đảo nghịch màu. Các bạn ghi đi. Hòa trộn thứ tư là đảo nghịch màu. Đảo nghịch màu.
Từ đây đến đây đảo nghịch màu. Vậy thì trước khi đảo nghịch màu thì chúng ta phải hiểu bản chất đã, được không ạ? Ok, lập ra một nơi mới. Tôi muốn rằng là cái ảnh này nó phải là một cái màu xanh. Màu xanh khá là đậm. Các bạn nhìn đảo nhá, tôi đổ một cái màu này. Màu xanh đi. Vậy thì đảo nghịch của màu xanh là màu gì ạ? Màu xanh đối nghịch màu gì ạ? Các bạn có biết không? Nếu mà các bạn không biết cái này thì sau này các bạn chỉnh ảnh sẽ không bao giờ làm được. Nói cho bạn biết luôn nhá. Nếu hiểu bản chất đấy, tôi ấn vào Ctrl O và tôi cho bạn một giá trị, đó là desktop. D. Tôi sẽ đến phần sau, tôi lại liên quan đến phần thiết kế, tôi sẽ dạy bạn thiết kế để dùng áp dụng hòa trộn cơ. Chứ bây giờ nó không phải là cái này. Ok, đảo nghịch màu nó sẽ phải học cái này. Dân chơi ảnh mà không biết cái này nó mệt lắm em ạ. Đã có rất nhiều dân nhiếp ảnh từ trong thành phố Hồ Chí Minh học tôi. Nhưng vấn đề là họ mua một cái bảng màu chỉnh sẵn, sẵn rồi, chỉ việc ấn nút thôi là có màu được lên luôn nhá. Đợi một tí. Nào các bạn nhìn này, vậy thì cái màu xanh đối nghịch với màu vàng. Có hiểu cái này không ạ? Vậy nếu mà tôi dùng đối nghịch màu vàng thì có phải là, nếu các bạn có vừa rồi tôi vừa nói là cái giá trị hòa trộn màu đối nghịch không ạ? Thì khi bạn dùng màu đối nghịch thì ngay tức cái màu xanh sẽ trở thành tông màu vàng, nên sẽ ra thu và là cảm giác cái màu ảnh sẽ bị cổ điển đi. Còn cái việc làm cổ điển thì không khó lắm đâu, bởi vì các bạn nhìn, tôi sẽ làm cho được cả chất của thời gian nữa các bạn. Chúng ta quen chỉnh cái ảnh nó đẹp đúng không? Tươi đúng không? Đã ra làm cổ điển chưa? Xỉn màu chưa? Em đã xem bọn mà bọn thi người mẫu chưa? Chúng nó chụp nó bắt là cho những cái con chăn rồi ngồi ở tận rất là trong đấy, có hoa quả các kiểu nó chụp ấy, và sau đó là sẽ làm giả cổ. Những cái ảnh cổ điển ngày xưa ấy nó sẽ rất là khác biệt. Vậy thì một ngày nào đó bạn làm quảng cáo cho một thương hiệu gọi là cái quần cái áo đấy, nó ở thời kỳ thập niên bao nhiêu thì cái màu ảnh nó cũng phải thế thôi. Em đồng ý không ạ? Người vàng, người ta khi người ta người nằm mà chơi cái đó đấy là người ta biết ngay này, cái màu đấy có ổn không, chứ không phải là ông chụp với xong ông dùng màu tươi nhá, là câu chuyện khác nhau. Nào lúc này tôi sẽ quay trở lại với cái này, thì các bạn có đồng ý với tôi sổ xuống, tôi chọn vào đây, đây là giá trị đảo nghịch màu, thì tôi ấn vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh là hơi ám xanh, nhìn là vàng chưa? Em nhìn thấy chưa? Khá là giống màu của Hồng Kông. Nhiều người đặt trên mạng đặt tên là gọi là màu Hồng Kông em, đúng không? Thực ra nói thật thì em biết là khi mà đã làm mà mình hiểu bản chất đấy, em thích đặt cái gì thì được. Tôi đặt là màu thần thánh, xong màu này màu kia, nhưng tóm lại đúng không? Nào em nhìn thấy chỗ này chưa? Sổ xuống, đây là màu của ảnh cưới. Tôi nói cho bạn biết là phong cách cưới cổ điển người ta sẽ dùng cách này. Nào sau khi làm xong, chúng ta được quyền là chụp Ctrl Shift A E là chụp toàn bộ tất cả những thành công của chúng ta lên một cái ảnh mới để chúng ta blend màu tiếp. Đây là các layer nhá, các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng tôi muốn chụp thành công của tôi, ok tôi sẽ chụp Ctrl Shift A E. Thì bạn có nhìn thấy tấm ảnh trên cùng không? Tấm ảnh này chính là cái tấm ảnh riêng này, là gộp tất cả lớp dưới thành một và nó tách biệt riêng ra, và cái này tôi có thể làm thoải mái blend màu tiếp được, được không ạ? Rồi tiếp theo, sau đó tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là chọn vào Edit và chọn vào Fill là Shift F5 và tôi chọn vào 50%. Đây ạ. Tại sao tôi lại nói cái màu grayscale nó cái màu đen ấy nó cực kỳ quan trọng, màu ghi cực kỳ quan trọng, bởi vì là riêng bọn nước ngoài sau khi blend màu xong thì nó sẽ phủ lên lớp màu ghi. Và tôi dùng hòa trộn overlay. Bạn có thấy nó có tác dụng không ạ? Nó có tác dụng không em? Nào, ghi 50% hòa trộn có tác dụng không ạ? Đúng rồi, nó không có tác dụng. Thì bây giờ mới là công cuộc gọi là nhấn nhá. Em biết đã bao giờ chỉnh ảnh người ta phải nhấn nhá chỗ nào còn đậm, chỗ nào còn sáng không? Đó, đây mới ra là giá trị bọn nước ngoài nó làm ấy. Tại sao đến đoạn cuối cùng nó cứ phải phủ lên lớp ghi và nó chỉnh cái đảo sáng tối đấy. Ok, thì lúc này người ta dùng hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là dot và thứ hai là burn. Cái này dot thì làm giá trị sáng ảnh và cái này gọi là burn làm tối ảnh. Ok, sáng ảnh. Nhìn này, chỗ này cần sáng không? Nào qua một tí. Ok, nào qua một tí. Em nhìn thấy sáng không? Lại không nhìn được, chết thật. Được chưa? Ok, Ctrl Z lại nha. Nhìn chỗ này chưa? Nào, muốn mặt sáng, tích vào đây một cái. Tích vào đây cái. Cứ thấy mặt sáng không ạ? Thấy chưa? Ok, thấy sáng không ạ? Không, em thích ở chỗ vai cô gái cũng phải sáng tí. Ok, chỗ này sáng tí được không ạ? Da trắng tí. Ok. Sáng chưa? Rồi nhá. Tiếp theo em muốn khu vực này tối tối một tí. Ok, tôi sẽ chọn ở giá trị thứ hai, tối tối. Ok.
Nhìn này ạ, và đi qua em có thấy là chỗ tối không? Ok, tôi sẽ làm cho cái nền này tối tìm tí nữa. Được chưa? Ok, đặt xuống dưới. Đây, ví dụ nhé. Em biết tại sao cái này làm được cái này không? Bởi vì khi mà chúng ta quay trở lại normal thì chúng ta phát hiện ra là chúng ta làm cái này. Em biết tại sao nó làm được cái này không? Bởi vì em cứ nhìn thấy cái chỗ sáng thì có phải ghi sáng không em? Thì dùng overlay cũng phải là sáng lại chỗ đấy không ạ? Thì cái chỗ mặt đấy tôi muốn nhấn mạnh thì tôi chỉ cần tích tích vào chỗ nên sáng lên. Còn chỗ này tôi cần đậm lên thì có phải là tôi sẽ chọn là ghi tối không ạ? Bởi vì cái giá trị của thằng này nó sẽ là gì? Bạn tô nhiều thì sáng, và còn cái này tô nhiều thì sẽ làm sao? Và tối ngày thì có phải là một ghi không em? Người ta gọi là ghi sáng và ghi tối. Vậy thì khi mà làm được như đấy thì có phải em nhấn một tấm ảnh nó sẽ là sáng tối chỗ nào rất dễ không ạ? Chứ không phải bằng nhau nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi ok, tôi bỏ qua cái này. Xong chưa? Rồi, thế em thấy là cái này ảnh cũng khá là cổ điển rồi, nhưng mà nó phải cũ đi nữa được không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ làm cho ảnh xước. Các bạn ghi đi cách làm ảnh xước như sau. Như đây tôi sẽ chia sẻ bạn đoạn này. Xong rồi thực hành nhá. Nào, cách làm ảnh xước. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái chất liệu xước đấy. Vậy thì chúng ta đi tìm ảnh rêu phong, ảnh nấm mốc hay ảnh gì đó được không ạ? Ảnh có màu thời gian được không ạ? Tôi chỉ cần có background thôi là ngon rồi. Căn chuyện à, chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ e. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Cái thư viện ảnh tôi đã copy cho các bạn download chứ nhỉ? Ok, được rồi, thế là ổn rồi. À, chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào background. Trong cái phần background này tôi sẽ có một cái phần ở cái gì nhỉ? Texture. Và trong phần texture này tôi sẽ có một cái gọi là chất liệu. Và đây chất liệu này. Thực ra tôi cũng không kiếm được nhiều, tôi chỉ kiếm được mỗi cái ảnh thôi. Nhiều người bảo thấy cái này bình thường, làm gì có giá trị đâu. Ok, vậy thì Ctrl A sang Ctrl C, copy và Ctrl V kép sang bên này và Ctrl V. Các bạn nhìn ạ, ok. Có nhiều người thích xoay dọc, có nhiều người thích xoay ngang. Tôi thích xoay dọc cũng được, xoay ngang cũng được. Bạn cứ làm đi. Nhìn nhá. Vậy thì nguyên tắc để muốn làm ảnh xước ra, ảnh cũ đi, thì đầu tiên phải có một cái lớp chất liệu trên đã. Đồng ý không ạ? Bước 1 có một lớp chất liệu trên. Chất liệu trên này có thể là xước, có thể là nấm mốc, có thể là cái chất liệu cái ảnh nó bị chảy xước hoặc là bong ra cho tôi được không? Bước 2 bạn sẽ chọn vào cơ chế, đó là chọn vào Vivid Line. À, đây là cơ chế được gọi là gì? Em có đồng ý với tôi đây là chế độ lọc ghi không ạ? Và khi ấn vào đây thì toàn bộ tất cả những chỗ này nó lọc lên. Lọc hết, nó chỉ giữ lại màu đậm đúng không ạ? Nào thử xem. Có nhìn thấy chỗ này bị lọc chưa? Và nó là cơ chế làm cho sáng ảnh đúng không em? Nên cái chỗ khu vực này có phải là sáng quắc hay không ạ? Được chưa? Rồi, bước 2 là làm dùng hòa trộn trong cơ chế gì? Vivid Line là cơ chế làm sáng ảnh, hay được gọi là làm tươi màu, hay gọi là lọc ghi. Màu sáng sẽ làm sáng ảnh lên. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Bước 3 chúng ta chọn là filter. Chúng ta chọn là azure và chúng ta chọn high pass. Đây là cơ chế làm cho ảnh nét lên đấy. Vừa rồi làm cho màu đẹp lên thì bây giờ phải có cơ chế làm cho ảnh nét lên. Em có thích ảnh của mình nét lên không? Sau này em muốn là chân dung người của em nét lên nhưng mà chân tay phải mờ. Ok, em muốn người em nét nhưng mà đằng sau phải mờ. Đúng không ạ? Ok, thì cũng lại phải suy nghĩ tiếp theo một lần nữa. Muốn làm nét lên tôi chọn vào other, phải chọn vào high pass. Thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, tôi đã làm một lớp ảnh rất là cũ. Phóng to lên cho xem. Có nhìn thấy cái chất liệu chưa? Có nhìn thấy cái chất liệu ảnh của tôi chưa? Em có thấy nó chảy xước không ạ? Ok. Nếu cái ảnh này, tôi nói thật cho bạn biết, tôi chỉ cần ấn cái ảnh này, tôi ấn vào Ctrl Shift U thôi, thì câu chuyện chúng ta trở về thời kỳ ảnh của bố mẹ chúng ta hồi xưa. Ctrl Shift U. Đây là ảnh dưới nhá, nhìn lại ảnh dưới chưa? Ctrl Shift U có phải là trở về đen trắng không ạ? Rồi Ctrl Shift U. Em có thấy đúng không ạ? Ok. Vậy thì từ ảnh màu các bạn có thể làm ảnh cổ được không ạ? Tôi lại còn có cơ chế là từ ảnh đen trắng lại trở thành ảnh màu cơ. Đúng không ạ? Ở các lớp, ở một số cái chỗ mà làm ảnh ấy em, nó hay biến từ ảnh màu thành ảnh không có màu đúng không? Thì từ không có màu tôi vẫn làm cho thành có màu được. Bởi vì nó là phải là một bài. Đúng không ạ? Ok, vậy thì các bạn có nhìn thấy đây là cái ảnh mà tôi đã làm không ạ? Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ ngồi và thực hiện tất cả những cơ chế về hòa trộn cho tôi. Nó chỉ có mấy cơ chế đây thôi, thư viện ảnh có rồi đúng không? Chúng ta bỏ ra thực hành. Nào các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta hiểu về cái cơ bản về hòa trộn rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần đó là công cụ thứ hai mà tôi cần chia sẻ cho các bạn, đó là cái công cụ là Quick Selection Tool và Magic Wand. Các bạn nhìn đi. Tất
Select nền hay được gọi là cắt hình ra khỏi biểu tượng bằng hai công cụ như sau: Quick Selection Tool và Magic. Đấy, các bạn nhìn này chưa? Thì đây là hai công cụ cắt hình, nhưng nó sẽ phát huy mạnh nhất với những tính năng riêng biệt. Ví dụ cái Quick Selection Tool này được áp dụng cho đối tượng sản phẩm bên trong, còn cái Magic One là được áp dụng cho những sản phẩm bên ngoài hay được gọi là background cho các bạn. Và cả hai cái này đều phát huy mạnh nhất trên nền và hình có giá trị tương phản cao. Có nghĩa là cái hình và nền của em có sự tách biệt thì ok, em sẽ cắt rất là chuẩn. Còn nếu mà nó lại không tách biệt nữa thì ok, các bạn sẽ đừng có chọn cái này mà hãy chọn công cụ pen, bởi vì chúng ta sắp tới sẽ học pen. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta muốn cắt ghép một cái gì đó thì chúng ta biết rằng là nên dùng vào trường hợp nào thì mới tốt được. Lúc này tôi sẽ đưa đến một cái ví dụ khá là đơn giản cho các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh này đi. Rồi ok, Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh và tôi sẽ có một cái hình cho các bạn lựa chọn. Đây ạ. Các bạn nghe nhìn thấy đây là một tấm ảnh chưa? Và cái tấm ảnh này nó giữa hình và nền khá là sắc nét. Nên là tôi sẽ sử dụng cái công cụ như sau, đó là cái công cụ về Magic One là áp dụng cho nền. Thì khi bạn chọn vào đây xong thì bạn nhìn này, cái này sử dụng được bằng cách nào? Đó là cái áp lực, cái torrent của chúng ta. Nếu cái này áp lực càng cao thì khả năng chọn vùng chọn sẽ càng lớn. Ví dụ nhá, nhìn này, bằng 1 này. Tôi thích cái này. Em có nhìn thấy một cái chấm không? Có nghĩa là cái áp lực nó yếu quá nên nó chỉ chọn được một cái vùng chọn bằng một cái chấm thôi. Nếu tôi tăng cái giá trị này lên 30 thì các bạn sẽ tích vào đây một cái, các bạn có nhìn nó rộng hơn không ạ? Nhìn này chưa? Rồi, vậy thì lên cao nữa không ạ? 100. Lên cao quá. Nhìn thấy cả miếng này chưa? Và chúng ta muốn mở rộng thêm cái vùng chọn này thì rất là đơn giản, giữ thêm phím Shift cho tôi. Phím Shift là cộng vùng, nó tương ứng với cái giá trị này. Phím An là trừ vùng, tương ứng với giá trị này. Và An Shift là tương ứng với giá trị cuối cùng. Đấy chưa? Hiểu cái này khá là đơn giản, nhưng mà nhìn này, tại vì có nhiều người bảo ui em thích cái đơn dài lắm mà, cần gì phải dài đâu, bạn đi đúng trọng tâm cho tôi, làm một phát ăn ngay, cần gì phải nườm ra nườm đường làm gì. Nhìn này ạ, giữa xít tích vào đây, các bạn có thể chọn được cả miếng này chưa? Rồi ok, các bạn có nhìn thấy miếng chọn này nữa, giữ xít tích vào đây luôn. Em thấy tôi chọn được tất cả những vùng chọn bên này chưa? Và sau khi chọn xong thì tôi được quyền là tích đúc vào cái layer của đối tượng đó và tôi ấn nút xóa là đen lên te. Thì các bạn sẽ thấy là điều rằng tôi đã xóa toàn bộ nền của một sản phẩm. Và lúc mà tôi lấy bùng hoa ra rất là dễ dàng. Có hiểu cắt nền như này không ạ? Cần thì phức tạp. Và tôi cũng nói trước rồi nha, cắt nền dùng cái phương pháp là Magic này không áp dụng cho những đối tượng ảnh và nền có độ tương phản yếu. Em hiểu chưa? Ví dụ tóc chúng ta màu vàng, nền chúng ta cũng hơi màu vàng một tí nữa thì thôi bó tay, đừng có dùng chiêu đấy làm gì cả. Lại về nhà cứ phàn là bảo thầy em tại sao em dùng mà nó không được. Bạn có nghe được câu nói thứ hai của tôi đâu? Hiểu cái này chưa? Nên bạn nhớ một điều rằng Photoshop phải có một giá trị là khi chúng ta làm, chúng ta phải biết là dùng chiêu gì cho nó thì chúng ta mới làm nhanh và tốc độ được nhá. Các bạn có thấy tôi cắt hình này chưa? Rồi xong. Ctrl+O, chúng ta sẽ có một cái phiên bản nữa là tôi sẽ chọn vào một cái hình logo của D. Chúng ta chọn vào tư liệu logo và chọn vào áo phông thì cho nó hoành tráng. Thì nhìn trong đây nó có một cái thể loại đen đen. Ok. Ồ đây, logo đi, cho nó dễ. Và chúng ta sẽ chọn vào tư liệu. Tư liệu logo. Sau khi đã có tư liệu logo xong thì tôi sẽ chọn vào chữ M và tôi chọn cho nó một cái hình. Đây ạ. Các bạn nhìn này, để muốn tạo ra cái giá trị đấy thì tôi sẽ chọn vào Format và tôi chỉ vào đây thì các bạn có thấy tôi chọn được cả cái miếng màu trắng này không ạ? Và sau khi chọn xong thì có phải là chọn theo, chúng ta có một cái vùng chọn chạy theo cái logo màu trắng này không ạ? Nhưng muốn chọn được thêm cái phần dưới chúng ta phải giữ cái gì ạ? Ok, vậy thì giữ Shift nha. Sau khi chọn xong thì bạn có nên ấn vào Ctrl+Z không em? Ctrl+Z là gì ạ?
Kanji có phải là Nhật Bản không ạ? Nhưng cái vùng chọn chúng ta vẽ ra rồi, chúng ta ấn Nhật Bản thì có phải chỉ Nhật Bản trong vùng chọn không em? Vậy thì có phải là chúng ta tạo ra một cái logo nó như thế này không em? Hiểu cái này chưa đã? Và các bạn yên tâm một điều rằng nguyên tắc của điểm yếu của tất cả những cái công cụ cắt bằng các công cụ pháo hoa và vùng chọn này, nó bị một cái trường hợp như sau đây ạ. Em có nhìn thấy nó bị viền không? Bởi vì cái vùng chọn nó sẽ chia là một nửa phía trong và một nửa phía ngoài, và cái một nửa phía ngoài không cắt hết nên nó sẽ bị viền. Nên đây là giá trị tại sao nó thua giá trị bằng pen ấy. Pen em có thể tích một phát chắc chắn rất là chính xác. Có hiểu cái này không ạ? Ok, tôi sẽ ấn vào lại một tí nữa cho các bạn dễ nhìn hơn. Nào, tiếp này. Vậy trong cái công cụ pháo hoa này cũng chúng ta cũng có một cái tính năng khá là thú vị, đó là cái này. Các bạn nhìn này chưa? Ok, khi bạn bỏ tích cái này đi thì khi bạn tích vào màu trắng thì nó sẽ chọn tất cả những ông nào được gọi là màu trắng mà không cần phải giữ ship nữa. Ok, thử nhá. Nhìn thấy chưa? Có cần phải giữ ship không em? Nếu mà chúng ta giữ ship mà chúng ta đi cắt một cái bản đồ mà nền trắng mà bản đồ nó toàn những cái nét màu đen thì các bạn giữ ship đến bao giờ mới xong? Em nhìn thấy bản đồ chưa? Nó có chằng chịt không? Chằng chịt mà cắt như thế chết à? Vậy chúng ta mới hiểu thêm tính năng tại sao chúng ta bỏ cái này đi. Khi bỏ cái này đi nó sẽ có tính năng là chọn những đối tượng cùng màu. Còn khi mà chúng ta đóng cái này lại thì chúng ta xem gì? Tích một cái thì nó chỉ chọn một cái thôi. Có hiểu vấn đề không ạ? Xong chưa? Rồi. Vậy thế em muốn rằng là em tích vào đây mà em vẫn chọn cái này cơ thì sao? Thì người ta cũng có một tính năng tương tự, rất là chuột phải, chọn vào minor chỗ này này. Ok, thì khi mà bạn chọn cái này xong thì tất cả những ông màu trắng đều chọn giống nhau. Ok, chọn nhìn nha. Có giống như bản chất tôi bỏ cái này đi không ạ? Vậy hiểu cái cách làm chưa? Rồi nhá, Ctrl D. Vậy mục tiêu cuối cùng chỉ để làm gì ạ? Cắt một cái ảnh ra khỏi cái nền đúng không ạ? Rồi Ctrl O. Lúc này chúng ta có một cái ví dụ như sau. Chúng ta sẽ chọn vào UE. Chúng ta chọn vào thư viện này. À, chúng ta sẽ chọn vào background và chúng ta sẽ chọn đến một cái texture và chúng ta kéo xuống. Chọn một cái nền màu nó khá là kinh điển một tí. Đây ạ, tôi sẽ chọn cái nền mà nó óng ánh một tí cho các bạn dễ nhìn. Đâu rồi, chạy mất đâu rồi. Ok. À, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh và chắc chắn chúng ta làm mỹ phẩm, làm cho nước hoa, làm cho cái gì đó được không ạ? Nào, chúng ta sẽ ấn vào mỹ phẩm. Học Photoshop không lười nhá. Học Photoshop lười là đứt, là không có hiểu đâu. Bởi vì tôi dạy theo một cái cách khác. Các bạn hiểu cái gì chưa? Làm vừa là phải biết chỉnh ảnh này, vừa phải biết thiết kế. Chứ mà nếu mà nói chỉnh ảnh thôi, ok tôi blend màu luôn cho nhanh, từ đầu đến cuối chỉ vậy thôi kết thúc dễ, khoảng 5 buổi. Còn nếu mà học thiết kế thì chắc vừa phải chỉnh ảnh, vừa phải biết cắt, còn vừa phải biết tạo ra bố cục này, vừa phải làm chữ. Nó sẽ rất là nhiều. Mà chúng ta muốn học xong thì ít nhất chúng ta phải trở thành một cái nghề. Tôi đảm bảo cho bạn biết, nếu bạn học chắc tôi sẽ vào một công ty làm được thiết kế. Nhưng công ty đấy không phải là công ty về đồ họa nhá. Em có thể làm về bộ phận truyền thông của spa, bộ phận truyền thông của một cái thương hiệu nào đó. Nó sẽ thuê một nhân viên chính thức làm cho nó thôi. Và thiết kế những cái ảnh banner dành cho Facebook, cho cover, rồi cho những cái standy poster. Nhưng không thể làm được in ấn. Đồng ý không ạ? Làm được in ấn thì nó vất vả, bởi vì nó phải học được cả in hút nữa. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tôi đảm bảo cho bạn biết là chắc chắn làm được, không phải là không làm được đâu nhá. Mặt ra là chúng ta ít nhất so sánh với nó, chúng ta không bao giờ thua kém đâu nhá. Rồi tiếp theo tôi sẽ kéo xuống. Đây tôi cũng có một cái hình ảnh khá là đặc trưng, nó cũng khá là tương phản cho các bạn. Sau này tôi còn phải dạy cho các bạn là cắt những cái đối tượng mà nhìn xuyên qua, ví dụ chai nước, nước hoa. Ok, tôi sẽ chọn cái ảnh này. Các bạn nhìn cái ảnh này chưa? Thì ở đây nó có một cái giá trị tương phản rất là lớn, nhưng mà chính vì sự tương phản lớn nên nó lại bị gặp một số cái trục trặc vấn đề ở chỗ. Em có nhìn thấy chỗ này và chỗ này nó bị dấp dính nhau về sắc độ không ạ? À, nên là nó hơi đáng tiếc một chỗ là một vài chỗ nó bị sắc độ giống nhau. Nên đấy là lý do tại sao tôi phải lấy ví dụ là tôi sẽ chọn cái pháo hoa đầu tiên cho bạn, Magic One, đúng không? Đáng nhẽ như bình thường thì chúng ta chỉ việc làm một thao tác là chỉ vào đây thì có phải là chúng ta chọn được toàn bộ tất cả những cái nền nó vẫn đi không ạ? Nhưng do cái áp lực nó lớn quá, áp lực này to rồi, áp lực này lớn quá nên nó vượt qua giá trị màu ghi để nó lấn vào trong này, nó chỉ chọn được mỗi cái khoanh chỗ này thôi. Ok, nhưng mà tôi muốn cắt là cắt toàn bộ cái ảnh mà,
chứ đâu có phải là cắt riêng cái nắp đúng không ạ? Ok, cắt chuẩn đề vậy bẩn à? Vậy thay cái chỗ này xuống dưới thì cho nó nhanh. 30 được chưa? Ok, kéo lại tích vào đây. À, cái này có nhỏ lại nhưng mà sao vẫn chưa hết, bởi vì là cái sắc độ giữa trắng và ghi này nó cứ chênh nhau một tí đi. Cái sự một tí đấy thì cái áp lực của bạn nó không đáng kể để cho bạn có thể vượt qua được nó. Và sau khi làm xuống thì em có thấy giá trị nó bị chọn luôn cả cái bóng ạ, lại dính một chút xíu bóng, khó chịu chưa? Rồi tiếp theo căn chân đê bỏ thay xuống nữa đi cho nó vui. 10 được chưa? Chọn vào đây, tôi đảm bảo cho bạn biết cái này nhỏ lại rồi nhưng mỗi tội là chọn luôn cả cái bóng này, em thấy chưa? Vậy thì cái giá trị nền ấy không phải cái nào chúng ta cũng chọn vào magic one, bởi vì tôi đã khoanh định này cho các bạn là magic one là chỉ áp dụng cho đối tượng nền thôi, nhưng phải có độ tương phản cao. Nhưng cái này nó bị sao? Tương phản nó chỗ mà cái nắp và cái nền ấy nó bị sao? Dấp dính về mặt sắc độ. Nên chính vì vậy nó không thể làm được điều này. Đúng không ạ? Ok, cắt cho đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ dùng cái công cụ số 2 của chúng ta chọn vào Quick Selection Tool. Cái công cụ này là áp dụng cho những đối tượng bên trong, thì ở đây nó sẽ có nút cộng, nút trừ. Cộng là thêm vùng, còn trừ là trừ đi. Còn tất nhiên là giá trị đầu tiên là để các bạn vẽ. Đúng không ạ? Cái này rất là đơn giản, bạn chỉ cần chọn đối tượng kéo. À, thấy được cái nắp rồi. Thế là kéo và giữ chuột nhé. Nhìn này, đừng buông chuột nhé. Tôi không buông chuột nhé. Ok, kéo xuống đi nữa. Ok, được cái thân rồi. Ok, chỗ này xóa 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 đi mất chỗ này. Được luôn cái lọ này này. Có thấy nhanh không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn cái này và tiếp tục chúng ta vẽ bên này. À, được cái này bên này rồi. Xóa 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 cái này đi cho nó mất hết cái chỗ chữ này đi. Kéo xuống đi nữa. Thế là được luôn cái nắp. Thế được hai cái. Xong. Em thấy chọn đối tượng bên trong chưa? Hiểu cách chưa? Nhưng em có thể là sắc độ dù có yếu nhưng nó vẫn được chọn được không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Z lên, chúng ta đã có một sản phẩm là một cái ảnh. Nhìn không? Và đây là khuyết điểm của tất cả những giá trị khi cắt bằng công cụ, đó là Quick Selection Tool, Magic One hoặc là công cụ phá hoa hay là công cụ vùng trọng thông thường thì nó bị xảy ra vấn đề như sau. Đây. Đâu rồi? Nền chạy đâu rồi? Đây ok, chọn vào đây. Vất vào đây. Bạn sẽ thấy một vấn đề là khi tôi phóng to lên, em có nhìn thấy biểu tượng này không ạ? Răng cưa và bị nộ gì? Nộ viền, bởi vì ảnh của chúng ta nằm trên viền gì á, đúng không ạ? À về vậy thì làm nào để mất viền? Như bây giờ kiểu giống như em cắt tóc, em cắt tóc kiểu quái gì cũng bị dính trắng, em cắt tôi ra khỏi nền này được không ạ? Kiểu gì sẽ có ít trắng dính vào tóc thôi, em cắt cái cắt không có được đâu, cắt không hết đâu. Vậy thì người ta có một chiêu thức là cách loại bỏ giữa viền. Các bạn đi cách loại bỏ viền như sau. À, chúng ta sẽ ấn vào căn chân T và thu nhỏ lại một tẹo nữa để chúng ta xử lý một tẹo. Được không ạ? Rồi, ok. Nào. À, các bạn nhớ một điều rằng nếu mà tôi ấn vào khóa nền vào đây. Em nhìn khóa nền nhá. Và tôi đổ một cái màu thì có các bạn có đồng ý tôi nó giống như một cái khung không ạ? Và tôi có thể cho ảnh chui vào đây được không em? Nó có cho ảnh vào đây, vậy thì cái bản chất của nó giống như cái khung đúng không em? Nó có giống cái khung không ạ? Và cho ảnh chui vào được không ạ? Nào mọi người, chúng ta vẽ một cái hình cho một cảnh chui vào, thì vậy cái này có thể là một cái khung giống như cho ảnh chui vào được không ạ? À vậy thì bản chất giống nhau nha. Chúng ta đang định vị bản chất, tôi ăn căn Z lại. Rồi, bắt đầu làm nào. Lúc này tôi lập ra một nơi mới và chắc chắn cái này tôi phải chơi một trò là dùng kỹ thuật. Đó là dùng bút y ngắn. Y ngắn thì chỉ vào cái vị trí màu của cái này. Nhìn lên chỗ màu của cái này chưa? Và chỉ xong thì tôi dùng công cụ bút B. Cái bút B của tôi hơi bị to, bút B đây. Cái đầu bút của Photoshop ấy, để tô màu ấy. Ok, thì cái bút này nó hơi to, tôi sẽ giảm. Tôi tích vào cái biểu tượng này để tôi chọn mà size nó bé đi. Chỉnh, ồ to quá, vẫn to. Xuống đây được không ạ? À nhỏ rồi, nhỏ tí nữa đi, được chưa? Là bắt đầu tô nào. Nếu tôi cầm này tôi tô này, thì các bạn có thấy là trắng hết chưa? Màu trắng của cái viền hết chưa? Rồi. Rồi tô này thì vàng, người ta có một cách là tô thẳng hàng bằng cách là tôi tích vào một điểm là màu trắng, tôi giữ shift, tôi chọn vào điểm thứ hai nhấn vào đây thì nó sẽ tô phát theo đường thẳng cho bạn. Và các bạn phải nhớ một điều rằng cái công cụ bút này nếu mà chuyển thành công cụ E trong Photoshop, công cụ E là công cụ chuyên tẩy đấy, em biết tẩy không ạ? Công cụ Photoshop có tẩy thì cái tẩy đấy người ta chuyên ra tẩy dây điện đấy. Em nhìn đi trên bầu trời mà chụp ảnh có nhiều dây điện xóa đi thôi cái, mà có chằng chịt dây điện thì chắc là hơi bị vất vả. Nhưng dây điện này đường thẳng, ok xóa được không? Muốn xóa nhanh không? Ok, vậy thì chúng ta học rất chắc công cụ. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo, tôi sẽ tô vào đây. Được chưa ạ? Và chỗ này có thẳng không ạ? Thì các bạn nhìn này công cụ B của chúng ta giữ shift, chúng kéo này nó rất là thẳng hàng.
Ok, tiếp theo tôi kéo vào đây một tí. Tôi ok, tích vào đây một điểm. Giữ shift tôi tích vào điểm thứ hai thì có phải là tô dưới nhảy không? Và các bạn có đồng ý với tôi là khi vẽ nhảy tuy rằng mất đi cái viền trắng thì nó bị làm sao? Mất thì viền trắng nó bị làm sao? Nó có bị nem nhem không? Ok. Vậy tôi hỏi bạn nhá, có phải đây là lớp ảnh trên muốn cho chui vào lớp ảnh dưới? Thì có phải là phần giao nhau là phần nhìn thấy, còn phần không giao nhau là không nhìn thấy không ạ? Vậy cái nem nhem này với cái khung ảnh dưới này nó giao nhau phần nào? Đây, ấn số 5 cho dễ nhá, số 5. Có nhìn thấy số 5 chỗ này chưa? Thì có phải là phần giao nhau nó chính là phần bằng mép của cái ảnh của phần dưới không ạ? Rồi, bây giờ tăng cái giá trị này lên. Chúng ta phải làm nhiều, chúng ta mới linh hoạt. Okay. Hôm trước thì thầy vẽ một cái khung màu trắng, hôm nay thầy đếch vẽ khung màu trắng nữa. Tôi vẽ đúng bằng cái khung đấy, bằng hình sao? Thì câu chuyện nó khác nhau. Nhìn này, chúng ta chọn vào Ctrl Alt G. Các bạn có thấy chui vào chưa? Và lúc này chúng ta sẽ không nhìn thấy viền màu trắng nữa. Viền màu trắng biến mất rồi đấy ạ. Có hiểu cái này không ạ? Sau khi đã chui vào như này thì bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao? Vẽ trong khung này được không em? Nào B. Tích vào đây một điểm. Có thêm mất màu ạ? Giữ shift tích vào đây. Có ra ngoài nữa không em? Bởi vì tôi đang vẽ trên lớp ảnh chui vào. Có hiểu này không ạ? Ok, cảm ơn tôi này cho hết. Ok, giữ shift kéo vào đây cho hết. Giữ shift kéo vào đây, giữ tích vào đây điểm và giữ shift tích vào đây. Xong. Xong cái ảnh của tôi chưa? Rồi. Sau khi đã làm ảnh xong, chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Tôi ép hai đối tượng này là một bằng cách là chọn hai cái layer đó. Ép trở thành một điểm gì? Bắt đầu tôi cần gì phải giấu giếm nữa đâu. Nó xong rồi mà, viền trắng lại hết rồi còn gì nữa. Thì bây giờ phải ép nó để tôi quản lý cho dễ chứ ạ. Đúng không em? Thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl E. Thành chưa? Rồi. Và nguyên tắc khi thiết kế người ta sẽ có một chiêu thức như sau. Là các bạn nhìn này, ánh sáng ở đây nó chiếu hai chiều. Chiều một là chiếu từ bên này vào và chiều là chiếu bên này vào. Em có nhìn ánh sáng chiếu trên vật thể không ạ? Cái này rất là quan trọng khi mà em cắt bất cứ vật thể nào ra. Khi bạn ghép một vật thể nào đó trên một hình khác thì bạn phải để ý cái này là ánh sáng chiếu từ đầu nào vào. Hiểu không ạ? Để tránh trường hợp nó hơi vô duyên là ánh sáng đang chiếu từ này vào nhưng bóng đổ lại đổ lên đâu này. Em thấy mừng tuyệt không ạ? À vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ ghép được. Và nguyên tắc của bất cứ đối tượng là khi ghép vào mở rộng phải có bóng. Được không ạ? Và chúng ta sẽ chơi trò là Ctrl Z. Ctrl Z thì các bạn biết chưa? Là nhân bản cái hình này có phải thành hai không ạ? Rồi Ctrl T cho nó xuống dưới tí. Và tôi kéo tí ạ. Ok. Em có nhìn thấy chúng ta có một cái bóng đổ của đối tượng như này không ạ? Nhìn có bóng đổ của đối tượng này chưa? Rồi, cái bóng đổ đối tượng này thì rất hợp lý nhưng cái bóng đổ này bị sai. Bởi vì cái vành tròn của chúng ta làm gì có chuyện đổ bóng mà nó tròn ngược lại như thế đâu. Các bạn đồng ý tôi điều đó không ạ? Rồi, vậy thì để muốn xử lý cho một tấm hình chúng ta ghép vào có chuyên nghiệp hay không là qua cách quan sát và xử lý của các bạn. Các bạn muốn làm được mỹ phẩm đẹp ấy, không phải là cứ lật xuống rồi xong rồi cho nó mờ đi. Ví dụ có rất nhiều người trên thị trường làm mấy trò như này. Em mờ quét qua phần phía dưới, nhìn quét qua phần phía dưới chưa? Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là bằng gì? Shift F gì? 6. Tôi đặt giá trị là 60 thì không ạ? Và sau khi tôi chọn 60 tôi ấn nút delete như này đúng không ạ? Thì có phải trở thành bóng đổ không ạ? Ok. Shift F6 lần thứ hai tôi sẽ chọn là 80-90%, xóa nhảy, xóa này, xóa này. Em có thấy bóng đổ đối tượng chưa? Hiểu cái này chưa á? Nhưng cái này bị giả. Cái này tôi biết ngay đúng là ông làm giả. Vậy làm nào để cho thật? Bây giờ chúng ta, tôi đã nói cho bạn biết là có nhiều cái là chúng ta không có tiền để mà đi chụp. Thì chúng ta phải có một cơ chế là chúng ta phải biết ghép và chúng ta biết Photoshop chứ ạ. Và các bạn có đồng ý tôi là người ta đi mua hàng bằng qua ảnh không ạ? Ảnh em làm chuyên nghiệp đến mức nào thì người ta sẽ mua được đến mức đấy. Nhưng giá nhá, ảnh đẹp, giá mềm, nó sẽ mua cái của em. Và sau đó thì các bạn áp dụng thêm một triết lý vài cái về marketing vào đó nữa. Ở quê, tại sao có những người để người ta khi chụp người ta phải view gần lại để người ta phóng to cái chi tiết của cái sản phẩm lên để người ta cho biết rằng là nội thất rất là đẹp. Đặc biệt là quần áo em thêm bây giờ nó có tròn là quần chụp cả cái đường may đấy, nó không bị xiên xẹo lung tung mà nó cực kỳ sắc nét thì mới chết. Đúng không ạ? Rồi ok, vậy thì bây giờ tôi làm lại nhá. Nhìn này, chơi trò này chúng ta sẽ chơi trò như sau. M tôi quét qua giá trị đầu tiên được chưa? Quét qua nhai thì có phải nếu mà tôi ấn vào Ctrl Z thì chỉ nhân bản cái bên này không ạ? Ok, Ctrl Z và Ctrl T thu nhỏ xuống phía dưới như này thì chắc chắn được cái này rồi. Cái này không phải bàn cãi nữa, chắc chắn ngon. Đồng ý không ạ?
Sau khi làm xong M, chúng ta quét qua phần phía này và dùng Shift công cụ F6, Enter và xóa đi. Chúng ta có một cái bóng đổ đối tượng nhanh, đồng ý không ạ? Nhưng cái bóng đổ này muốn chuyên nghiệp hay không thì bóng đổ bao giờ nó thường thường đậm hơn so với hình, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhân bản cái nền, cái này làm hai được không ạ? Control gì ạ? Control gì? Và muốn làm đậm màu thì chúng ta phải dùng chiêu thức gì? Có phải cái này không em? Cái lúc mà tôi đang dạy cho bạn áp dụng với ảnh thì hôm nay bạn phải áp dụng với bóng của đối tượng. Đấy là tư duy mà. Chứ không phải là bây giờ tôi dạy cho bạn ảnh nhưng bạn chỉ làm ảnh thôi thì chắc chắn cảnh viện áo cưới thôi thì vứt. Tôi muốn bạn phải áp dụng cho tôi sản phẩm thật. Đây tôi làm cho bạn xem, Monty. Em có thấy đậm màu không ạ? Hiểu cách làm chưa ạ? Rồi bỏ qua và đi cái này nhá. Xong chưa? Rồi chuột phải đến trong này đúng không? M, tôi lại quét con này. Căn cho gì được không em? Căn cho gì được không ạ? Được đúng không ạ? Nhưng nhớ trước khi căn cho gì phải chuột phải vào cái đúng cái layer đó đã. Chứ có nhiều bạn hơi vô duyên là thích lên layer 3 này. Căn cho gì mãi mà thầy em căn cho gì mãi mà không được mà em làm đúng hết như thầy. Nhưng mỗi tội là bài toán layer của ông rất là kém. Bài toán bài 1 của tôi cực kỳ quan trọng đấy. Nên tôi đã nói cho bạn biết nếu không có nền tảng từ bài 1 nên bạn làm cái này chắc chắn bạn sẽ vấp vào trường hợp làm bị sai layer. Tại sao không làm được bắt đầu bị cuống lên. Còn có những người bị theo kiểu hơi bị nóng tính quá. Ui em làm mãi không được à? Bởi vì ông có để ý bài 1 tôi đâu. Mà bài 1 em thấy không? Nó giống như chúng ta đi chợ mua gì? Rau, củ quả, thịt về để nấu nẩu. Thì hôm nay chúng ta mới nấu nẩu đấy. Ông muốn nấu được cái nồi nẩu thì ông phải chắc cho tôi giá trị là nguyên liệu đấy. Nên là đừng bao giờ xem thường bài 1. Bài 1 là phải làm đi làm lại 10 lần mới có giá trị. Tại vì tôi đã kể cho bạn biết là tôi đúng từ tôi mà nhá. Tại vì tại sao thầy lại làm trôi chảy thế? Bởi vì sao? Tôi làm 1000 lần rồi. Ông ấy làm 2 lần ông cứ đòi so sánh 1000 lần sao được. Đúng chưa? Rồi ok, căn cho gì? Nhân bản phải đúng gốc nhá. Căn cho gì? Lúc phải về chúng ta kéo đây, căn chân T xuống dưới được không ạ? Ở đây nó xảy ra một vấn đề như sau và chúng ta học thêm một tính năng đó là khi bẻ cong. Có nhìn thấy cái chỗ này nó vênh không? Mà đáng nhẽ cái này nó phải võng nhẹ. Có đúng không em? Chính xác chưa? Vậy thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Trong phần Ctrl T của chúng ta chính là phóng to thu nhỏ đối tượng đúng không em? Thì ở trên thanh thuộc tính nó có một cái thuộc tính đó là warp, bẻ cong. Và khi ấn vào bẻ cong này thì nó sinh ra cái lưới cho các bạn, bạn kéo nhảy xuống, bạn kéo này xuống. Em nhìn thấy bẻ cong nhảy chưa? Nhưng đây gọi là thủ công. Em có thấy bẻ được không ạ? Ok, nhưng mà tôi có dạy bạn cái này đâu. Nhìn nha, biết cách bẻ cong đúng không? Nhưng bây giờ mới là bẻ cong này, là chọn nó quát. Em có nhìn thấy biểu tượng thuộc tính quát không? Sổ xuống, ở đây nó có đủ các thể loại cho bạn thì tôi chọn vào đây. ARGH đấy. Ok, nhìn lên chưa? Ấn vào đây. Em có thể võng lên trên không? Em nhìn thấy võng lên trên không? Vậy thì tôi cầm lên kéo xuống dưới được không? Và kéo xuống dưới thì nó võng theo đúng theo chiều của đường cong này rồi. Thì tôi ok, tôi ấn Enter được không ạ? Nào trở về với được rồi, cầm để kéo lên trên một tí. Và cái đối tượng này phải nằm gì? Nằm dưới. Tôi cho Ctrl hoặc vuông bên tay trái xuống dưới chưa, và bắt đầu mới thực hiện chiêu thức là dùng công cụ M quét qua phần này, dùng Shift F6 đặt là 90 và xóa đi. Và lúc này để muốn đậm hay nhạt thì bạn chỉ cần ấn số 5 hoặc số 7 cho tôi thôi, ví dụ số 5 ở số 7 được chưa? Hiểu cái opacity chưa? Vẫn chìm êm vào nền nhưng bóng bao giờ cũng mờ hơn so với hình. Hiểu cái này chưa? Người ta gọi là bóng gương. À, tất cả những cái hệ thống ảnh trên thị trường hiện tại bây giờ đang lạm dụng cái này rất là nhiều. Từ túi sách, giày da, mỹ phẩm các kiểu dùng cái này. Vậy thì ok, chúng ta cũng làm theo cái này được không ạ? À, vấn đề là cái ảnh này có cần đẹp không em? Đây, ảnh này có cần đẹp không ạ? Vậy thì Ctrl Z được không em? Muốn sắc nét đúng không ạ? Ok, chúng ta phải làm cái gì? Và sổ xuống chúng ta chọn soft line được không em? Trước và sau. Hiểu làm những cái chai nọ các kiểu nó phải sắc nét đẹp chưa? Rồi ok, vậy thì chúng ta có phải áp dụng từ cách vừa rồi chúng ta làm không ạ? Xong nhá, tiếp tục này. Nhìn này, em đặt bất cứ một cái đối tượng nào trên một cái mặt thì các bạn có thấy là ở dưới nó bao giờ cũng đậm không? Em đặt bàn tay của em đặt con chuột vào đây, em đặt cái laptop, em có nhìn thấy cái bóng ở dưới của laptop không? Là bóng đậm từ trên xuống để khẳng định rằng đứng của vật thể cực kỳ chắc chắn. Vậy chắc chắn tôi sẽ làm một cái biểu tượng như sau, tôi phóng to. Em bảo vẽ là một đối tượng mà ngồi phân tích, sau đó là ngồi phải làm từng tí một như này thì chúng ta mới có. À, chúng ta đừng có sợ lâu, bởi vì đây tôi dạy cho bạn tôi mới nói nhảy thôi, nhưng mà tôi làm chắc một tí xong. Được chưa? Shift F6. Shift 6 là bao nhiêu ạ? Ok, tôi sẽ đặt là 10 bởi vì lúc này tôi sẽ chọn vùng chọn rất là bé.
được chưa, bé bé chưa, rồi lập ra một layer mới giúp tôi, và tôi đổ một cái màu, đó là màu đậm, màu xanh đậm. Ok, màu xanh đậm, tôi kéo cho bạn xem, nhìn thấy màu xanh đậm chưa? Và cái màu xanh đậm này nếu mà tôi dùng multi thì có phải là sẽ làm đậm màu không ạ? Và tôi sẽ cho xuống dưới một layer một tí, xuống dưới cái lớp đó. Ok, xuống rồi. Các bạn nhìn này, ở đây các bạn có thấy nó đứng được chưa? Nhìn này, tắt đi nhá. Em nhìn thấy bị bay không ạ? Ok, tích vào đây. À, đậm rồi. Hiểu cái tại sao tạo bóng chưa? Rồi, tiếp theo giữ phím em kéo sang bên này một tí, làm luôn cái bóng ôm bên này một cái. Thì riêng bóng ôm bên này phải làm gì? À, quên, phóng to. Ctrl T, thu nhỏ lại đẹo. Thu nhỏ lại đẹo. Ông này mà đậm quá thì nó sẽ bị làm sao? Bị nộ đúng không em? Vậy đặt là số 7 được không em? Số 7 này biết là gì không ạ? À, đúng rồi đấy, chính xác rồi đấy. Thì các bạn nhớ này, tôi nói là số 7 thì các bạn chắc chắn là phải là opacity. Vậy thì cái người nào mà học kỹ cho tôi thì mới biết được số 7 là số mấy. Và thầy ơi, em đặt số 5 được không ạ? Được. Hiểu cái bóng này chưa? Rồi ra tiếp tục, giá trị nữa. Chuột phải chọn đây, có nhìn này không ạ? Tôi muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì có phải sử dụng Ctrl và tích thẳng và layer thu nhỏ không ạ? Nhìn này, để muốn quay trở lại vùng chọn cho một đối tượng thì chúng ta dùng Ctrl và tích thẳng và layer thu nhỏ. Tôi nhìn chỗ này chưa? Rồi, có vùng chọn rồi thì phải có cái gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Lập ra một layer mới đổ màu. Có nhìn cái ảnh không ạ? À, tôi coi ví dụ như cái ánh sáng chiếu từ trái qua phải vào thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi cầm Ctrl của đối tượng, tôi đẩy xuống đây, tôi làm bóng. Và cái bóng này đằng trước hay đằng sau ạ? Rồi Ctrl ngoặc vuông bên tay trái để khỏi. Đằng sau nha em. Bóng có đậm không em? Không. Multi. Nhìn bóng chưa? Ok, chọn vào số 7 được không em? Bóng có nhòe không? Ok, lại chọn filter, chọn vào blur. Nhận đây chỉ là tư duy thôi, bắt buộc là chúng ta phải làm này. Bóng luôn luôn đậm và làm sao? Nhòe. Còn nhòe nhiều hay nhòe ít thì thẩm mỹ của em phải có. Được chưa? Nào, gần đối vật thể thì sẽ rõ và xa vật thể thì có phải mờ không em? Em có thấy là nếu mà em nhìn tôi như này thì em thấy gần. Ok, rõ. Nhưng mà nếu mà tôi lại có một người đằng sau tí tắt bạn đồng viên nữa thì các bạn có thấy là nếu mà nhìn tôi thì cái người kia sẽ bị mờ không ạ? Ok, vậy thì gần phải rõ và xa thì làm sao? Mờ. Ok, vậy lúc này tôi dùng công cụ M tôi quét vào phần phía xa, Shift M. Ok, tôi vẽ chạm đầu của cái bóng rồi. Shift F6 tôi đặt là giá trị là 100. Xóa đi được không em? Em có thấy là xa nó mờ không ạ? Gần nó đậm không ạ? Ok, vậy lúc này chúng ta mới có được một cái bóng được. Em nhìn thấy cái ảnh của chúng ta phải đặt với nhau chưa? Hiểu cách đặt một vật thể chưa? Ta phải xử lý qua rất nhiều công đoạn. Công đoạn thứ nhất là bóng đổ xuống này, bóng dưới chân này và bóng đổ theo anh chiều của ánh sáng này. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé, sau này bạn làm ảnh đám cưới tôi chụp trong phông xanh. Em biết chụp trong studio có phông xanh không? Tôi muốn ghép tôi ở Nhật Bản. Các bạn đồng ý tôi là tôi đứng trên cỏ, tôi có bóng không? Ánh nắng chiếu, ánh sáng mặt trời chiếu vào tôi có bóng đổ không? Được chưa? Còn một tiêu chí nữa là tôi phải ghép không gian và thời gian để trùng với cái giá trị tôi đang chụp trong video của tôi. Đồng ý chưa? Vậy thì cái công đoạn này chúng ta chưa làm được. Nhưng chúng ta ghép là phải rất là chuẩn xác và người ta nhìn ấy, người ta bảo ô, ok rồi. Giống như mình đi Nhật rồi. Được không ạ? À, vậy tôi ghép theo kiểu fantasy, ok, tí nữa tôi sẽ được ghép trong phim được không ạ? Bởi vì sao? Ví dụ như cái cô râu thì bảo là không, em thích kiểu nó hơi bị nó bay bổng một tí, đi vũ trụ các kiểu sao? Chứ không phải ghép được chứ? Đúng chưa? Bởi vì sao? Người ta đặt ra câu hỏi để mình làm được. Nếu mình làm được thì người ta mới trả tiền. Đồng ý không ạ? Vậy thì chúng ta không tha bất cứ thứ gì cả. Chúng ta vẫn phải ghép được đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho bạn tiêu chí nữa, đó là gì? Cách làm những cái vệt sáng khiến cho sản phẩm nó yêu hơn. Vệt sáng sản phẩm yêu hơn là nghĩa là sao? À, chúng ta có thể thêm gì? Ctrl O. À, chúng ta chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào background. Đấy, em nhìn đấy, à, chúng ta sẽ chọn vào B, background. Chúng ta chọn vào texture và chúng ta kéo xuống. Đây, chúng ta nhớ lại một tí. Được không ạ? Rồi, ok. Chọn cái này. Ctrl A, chọn hết. Ctrl C, copy và Ctrl V kép và tắt đi và ấn vào đây Ctrl V. Cho cái này lên trên tất cả và tôi sẽ đặt tầm này. Một Ctrl T và xé ngang ra.
Ok, cầm này kéo này tí. Cái này kéo xuống một tí được không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi là đây là một tấm ảnh màu đen và có hình trắng trên nó. Vậy tôi dùng hòa trộn giá trị nhầy được không em? Còn cái cơ chế sàn làm sáng lại nhầy nhớ chưa? Ấn vào thử xem. Em có nhìn thấy những cái tia này chiếu như thế này không? À, vậy thì khiến cho cái background bắt đầu bạn sẽ long lanh hơn rất là nhiều. Đồng ý không ạ? Chứ chưa nói là bạn kiếm sao rơi nhá. Bạn làm sao rơi còn đẹp nữa. Ok, phóng to. Xóa luôn cái hình này được không ạ? Nào, Ctrl O. Thứ hai tôi sẽ kéo xuống. À, em biết trái tim bay không? Ui rồi, không biết có mở được. À, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép. Chọn vào đây. Được chưa? Có nhiều người bạn em thích cái này. Thích thì làm. Em bảo làm cho một sản phẩm về mỹ phẩm ấy, phải làm cực kỳ long lanh và bắt mắt. Được chưa? Tôi sẽ chọn một tiêu chí như sau. Đó là tôi chọn vào làm sáng ảnh. Em có nhìn thấy trái tim này không? Ơ, tôi được quyền làm cho nó đẹp lên chứ ạ? Chẳng nhẽ là không ạ? Bảo không, nhưng mà thầy ơi, em muốn rằng là trái tim long lanh bắt mắt thì không được quyền che cái sản phẩm của em. Có đồng ý không ạ? Ok, vậy thì các bạn có đồng ý tôi có nhìn thấy cái vệt chỗ này không ạ? Vậy tôi dùng công cụ M, tôi quét vào phần phía dưới. Tôi dùng Shift F6, tôi tặng cho nó giá trị là 100%. Là độ làm mềm đúng không em? Vậy thì tôi ấn nút đen đen thì có phải nó xóa độ làm mềm của cái ảnh trên không ạ? Nhìn này, mềm luôn. Xong rồi, được chưa? Bây giờ muốn nhìn được cái ông này đúng không? Vậy thì tôi phải dùng vùng chọn, tôi quét qua ông này được không ạ em? Tôi quét qua ông này được không ạ? Tôi lại làm mềm vùng chọn Shift F6. Ok, 100%. Nào, bây giờ phải trở về normal cho mọi người biết là tại sao tôi làm được đúng không ạ? Nó như này đúng không em? Vậy nếu tôi xóa được nhảy đúng không ạ? Xóa nhảy đúng không ạ? Nào. Ok, chọn vào đây đúng rồi. Đèn này tè. Đèn này tè tiếp. Thế xóa nhảy thì nó bị thủng cho ai đúng không em? Ok, Ctrl D. Vậy thì nếu mà bây giờ tôi dùng hòa trộn thì có phải nó chỉ chỗ này còn chỗ này nó không ăn thua không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, tôi chọn vào đây cho bạn xem. Hiểu cách làm chưa? Vậy thì sao rơi hay tuyết rơi hay là cái kia, cái nhấp nháy nhấp nháy ngôi sao đấy, thì cái việc đấy là việc của các bạn chỉ việc chọn. Chọn một tấm ảnh bạn làm thôi. Nhưng em có thấy là nó chỉ là vùng chọn không ạ? Vấn đề còn lại là chúng ta đặt cái gì ạ? Có phải chữ không em? Ok, cần cho nó. À, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp cho nó. Đây, sao rơi tuyết rơi các kiểu. Đây, Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Chúng ta chọn vào đây Ctrl V, Ctrl T và thu nhỏ hình lại. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là hòa trộn. Em thấy hòa trộn nó ghê gớm lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta biết áp dụng tất cả những cái nền này với nhau thì cái nền của bạn cực kỳ ảo diệu. Và tất nhiên cái chỗ này tôi muốn rằng nó phải làm sao nó nhìn lúc này tôi không dùng cái công cụ mới, tôi dùng công cụ lasso. Tôi quanh qua giá trị như này được không ạ? Shift F6 là mềm vùng chọn và đặt cho nó rơi tầm khoảng 80%. Và tôi ấn xóa đi như này thì em cứ nhìn thấy cái này nó có tia mặt trời chỗ này không ạ? Hiểu cách làm chưa? Heavy. Rồi bây giờ chúng ta tự làm. Chúng ta có một cái hình tròn, chúng ta vẽ vào đây được không ạ? À, mỹ phẩm người ta hay làm tròn này. Quảng cáo cho mỹ phẩm hay làm tròn này. Lập ra một layer mới khi đã có vùng chọn và đổ cho nó một cái màu trắng. Có nhìn thấy cái màu trắng không ạ? Nếu chúng ta chọn với cái vùng chọn tiếp theo, tôi vẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn chưa? Làm này mềm vùng chọn Shift F6. Nào vẽ một cái vùng chọn nhỏ hơn. Shift F6 đặt 80, các bạn có thấy không? Nếu tôi xóa lúc này thì có phải cái vùng chọn hình tròn bên trong nó sẽ bị thủng không ạ? Nhưng thủng theo độ làm mềm đúng không em? Nên nó giống như cái bong bóng đấy. Em có nhìn cái bong bóng trong Windows của chúng ta hay cài Win thì nó có cái bong bóng nó cứ va đập vào những cái cạnh không ạ? Biết mọi người nhìn thấy cái đấy chưa? Ok, xóa đi, có nhìn thấy không ạ? Ok, xóa tiếp. Có nhìn thấy cái bong bóng này của tôi không ạ? Ok, Ctrl D được không ạ? Có nhìn thấy này chưa? Rồi, phóng to dẹo tí cho dễ nhìn được không ạ? Sau đó sau khi làm xong tôi sẽ dùng cái vùng chọn tôi quét vào phần phía dưới. Để tôi dùng Shift F6 là 100. Và tôi xóa phần phía dưới đi. Tôi chỉ lấy phần phía trên thôi. Có nhìn thấy phần phía trên không ạ? Nhưng cái hình phía trên của tôi đang là màu trắng. Tôi muốn nó đẹp hơn và nó chuốt về màu. Nó óng ánh về màu. Thì ok, tôi sẽ phải dùng một chiêu thức đó là hòa trộn overlay. Nhưng overlay cũng là đẹp bằng công cụ là sổ xuống chọn vào color không ạ? Phát quang về màu được không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ chọn giá trị đầu tiên cho các bạn. Nhìn này chưa? Vậy bản chất của cái việc dùng cái lệnh mà vừa rồi chúng ta đang làm đó là phần color này.
thì nó phải có gì, hình trên là màu trắng và nền dưới là màu gì, có phải màu đen không em? Vậy thì tôi đang có màu trắng rồi nhưng mà thiếu màu đen đúng không em? Ok, làm màu đen, lập ra một nền mới, đồ một cái màu đó là màu đen, và cái màu đen phải nằm gì ạ? Dưới trên, dưới phải ấn nút gì xuống dưới ạ? À, ship hoặc vuông hơi bị kinh nhá. Rồi Ctrl, không phải Ctrl back mà là Ctrl hoặc vuông bên tay trái. Ok, xuống dưới một layer. Còn Ctrl ship hoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer. Em thích bài 2 quan trọng không? Em làm được bài 2 ngon ấy thì cái bài hôm nay chúng ta trôi rất là ok. Cái bài sau tôi lại chia sẻ nhiều hơn nữa thì các bạn liệu có nó có dùng được không ạ? Nên là em có thấy bài 1, bài 2 có quan trọng không ạ? Nó cực kỳ quan trọng để ngày hôm nay chúng ta có thể làm tốc độ một cách khủng khiếp đấy nhá. Rồi ok, tôi sẽ chọn vào đây và Ctrl E. Ctrl E có phải ép lại thành 1 không anh? Nói rồi, nói từ nãy giờ có đến được 5, 6, 7, 8 lần không ạ? Ok, mà lúc này tôi hòa trộn giá trị đó là color. Các bạn có nhìn thấy cái màu nó óng chưa? Nhìn nó óng chưa? Rồi, sau khi đã có màu óng rồi, nhìn này, Ctrl O tiếp thêm một lần nữa. Các bạn có đồng ý với tôi kéo một phát xuống nhẹ. Có thích cái màu tím này không em? Đâu rồi, cái màu tím chạy mất đâu rồi. Đây ạ. Ok, kéo này một tí. Đây ạ, các bạn có nhìn màu tím không? Nếu tôi dùng hòa trộn thì chắc chắn tôi chỉ lấy được cái phần phát sáng này đúng không em? Rồi, tính sau, kéo xuống dưới lấy cái phần màu xanh. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi và Ctrl V là paste nó sang cảnh của chúng ta là nào. Lúc này chúng ta sử dụng hòa trộn đó là làm sáng ảnh chứ không phải là bị trượt tiêu không em? Đúng không em? Em có thấy là cái này nó đặt vào đây được chưa? Nhưng lại chưa thích, tôi muốn là phải cong theo cái chiều của cái đường vòm ấy được không ạ? Cong được không em? Thì có phải vừa rồi tôi dùng cho bạn đó là Ctrl T chưa? Biết Ctrl T chưa em? Biết Word chưa? À, biết chọn thư viện chưa? À, hôm nay lại chọn vào thư viện là chỉ có ARC thôi chứ không phải là ARCH. Đúng không ạ? Đây này có sẵn nha, em nhìn này, ấn vào đây. À, nó cong rồi các bạn ạ. À, cong nhảy, tôi bẻ cong nhảy được nữa không ạ? À, kéo xuống lại bẻ cong được nữa không ạ? À, hết cỡ chưa? Rồi Enter. Dứt lại. À, ngon lắm rồi, nhưng mỗi tội cái này hơi to. Vậy thì có thể thu nhỏ bằng giữ phí man Ctrl T kéo lại nhảy đúng không ạ? Em bảo đây là mỹ phẩm ấy, là poster đấy thì phải dùng rất là nhiều chiêu này đấy. Chiêu này các bạn ủi nhìn trông này, trông nó cứ ông hang bánh kiểu gì ấy. Đúng rồi, nhưng mà khách hàng bên ngoài là chết tôi vì cái này đấy. Các bạn đồng ý tôi cái này chưa? Ok, vậy thì các bạn có nhìn thấy tôi làm vật phát sáng ở trên cái đỉnh đấy không ạ? Ok, vậy chắc chắn là phải có này. Thì cái này là một trong những cái dòng mà người ta quảng cáo cho mỹ phẩm. Mỹ phẩm thường xuyên dùng này. Nếu chúng ta mở rộng khung hình ra bên này và chúng ta có một cái chân dung cô gái vào đây, đặt một cái text vào đây thì chúng ta đã quảng cáo cho mỹ phẩm làm trắng da hay là cái gì đó tùy các bạn, nhưng nó sẽ rất yêu. Có thể làm cho spa được không? Được chưa? Hiểu cách làm chưa? Ok, thì hôm nay tôi sẽ dừng lại ở đây với Quick Selection Tool và Magic Wand. Buổi sau tôi sẽ chia sẻ về vùng chọn lasso và pen. Qua được hai giá trị đấy chúng ta sẽ đến gradient, là bước ngoặt ở giá trị đó là làm quảng cáo. Sau khi qua được gradient thì chúng ta sẽ đi vào phần chỉnh màu, à phần bút, rồi mới đến phần chỉnh màu nhá. Các bạn nhớ nhá, nên chịu khó cố gắng về cày kéo cho tôi bài 1, bài 2, bài 3 cái, làm nhiều lên và gửi cho tôi nhiều bài cái để tôi còn biết các bạn đang đứng đâu, chứ buổi sau thầy cũng cứ đi và trò cũng cứ nghe như thế thì rất là mệt mỏi. Các bạn hiểu ngay chưa? Học Photoshop muốn mà trở thành làm được ấy, thì phải làm theo cách của tôi đấy nha. Dừng ở đây.